em body giờ còn có được mười mấy hộp và để bán, không có sale bà ơi. Em body giờ không có bán luôn á, giờ chịu rồi. Hôm qua em chưa đánh được combo kem bên chị được. Không, mấy chị ơi, không áp dụng nữa nha. Bây giờ kem body em bị ngặt hàng lắm rồi, không có hàng bán luôn á. Giờ xỉ em còn đâu có để đâu, còn có ít để bán cho khách được ra không ấy, tại vì giờ kem body á, hộp á, hàng hộp là hàng khó vận chuyển nhất, tại vì bây giờ biên kẹt hết, không có vô hộp được mấy chị. Bây giờ ví dụ có nguyên liệu luôn nhưng mà không có hộp luôn đó. Hôm bữa em nói mấy chị đó, từ khi kẹt biên Trung Quốc nó kẹt tới bây giờ hàng hộp không vận chuyển được luôn, chết đứng luôn á. Bây giờ bill em cũng sắp hết, còn có mấy combo đó nè, cái bill á về đúng 370 mấy, sau đợt sau về trăm mấy nữa là gần 500 á, là 400 mấy bill á, và bán cho được 2 tuần hết sạch luôn. Giờ chai lọ nó khó lắm mấy chị, nguyên liệu thì mình còn nhập được này kia, chứ chai lọ bây giờ không nhập được luôn. Mấy chị để ý đi, ai mà order hàng Tao Bao hoặc là hàng Quảng Châu là người ta toàn hẹn mấy chị 1 tháng sau, và bây giờ 1 tháng sau không thể nào kiếm được chai lọ cho mọi người luôn á. Bây giờ mà ai mà hết kem cái em còn cũng còn có mười mấy lọ. Rồi vô xe bài giùm em nhá. Em xả hết mớ bom này luôn nè. Mất có nghỉ đè rồi bom ra ở trong nhà này. Đây là bây giờ khổ cực lắm. Cái chai lọ không về được mấy bà. Rồi má ơi, áo này nè em tặng mấy chị có 30.000 nè. Còn hai cái thì bom. Rồi vô xe bài nha. Em xả 30-40.000. Nói chung là like này nữa là đi đâu lắm mọi người. Rồi 30.000. Nhưng mọi người ráng săn đi, ráng săn bây giờ đi mọi người. Em like, có like này để em nghỉ luôn rồi á. Rồi ghi giùm em nha, 2 giây. Cái này là bác sĩ bảo nghỉ chứ không phải là chung bảo nghỉ mọi người. Rồi 2 giây, 30.000 trắng đen đó mọi người. Ai lấy 2 giây nhé, 30.000 một cái, tặng mọi người luôn. Đầm này hôm bữa đánh nhau này, đó. Còn có cái, đầm này là em còn đúng một cái màu rêu này luôn. Nên em để lỗ cho mấy chị luôn. 2 giây trắng cho chị Mỹ Hạnh. Còn một cái đen như chị có lấy đen không? Hết tiêu rồi. Đen cho chị Yến rồi hết. Rồi mã này đầm này em tặng mọi người 150. Cái hàng này hàng loại 1 đó mọi người. Hàng này hàng 300 mấy luôn á. Xe bài giúp bầu cái đi mấy chị ơi. Xe bài giúp bầu cái đi mọi người. Cho bầu có động lực, em đưa trên váy trắng ra đây thì chị đi. Rồi ghi giùm em nha. Đầm cao có em còn có cái màu rêu thôi. Để mấy chị 150 luôn. Xả mấy cục bom bùi bùi cho nó hết rồi đã mọi người không? Mấy cục bom này em nghỉ đẻ luôn, để mấy cục bom này trong nhà xu lắm. Vô xe bài giúp bầu cái đã nè, chứ chắc chắn là chưa được 10 lượt chia sẻ rồi đó. Kiểm tra em chị cái gì, 10 lượt chia sẻ là con luôn, nhìn là chưa biết được 10 lượt chia sẻ rồi đó. Nãy mà like 15 phút mà có 24 lượt chia sẻ rồi mấy chị biết rồi. Rồi này 2 giây này. Có like này nữa là đi đôi rồi với là nghỉ đẻ luôn rồi đó mọi người. Là chốt cái gì đáng gộp cho em đi đôi luôn. Hả? Rồi ghi giùm em, trời ơi 2-3 lượt chia sẻ, thua lúc nãy 1 lượt. Rồi ghi giùm em nha, 2 giây giùm em màu hồng xe 120. 2 giây màu hồng 120. Khổ lắm mọi người, kêu gọi mọi người chia sẻ mà khổ kinh khủng luôn á. Trời ơi, sesame này mọi người. Không, rồi ghi giùm em nha, xã hội đẹp đỉnh chưa. Rồi 80 mấy người ở đây mà không lẽ không cho em được 100 lượt chia sẻ với chị, đúng không? Cho bầu nó có động lực nó like với bà Nguyễn Thi 2 giây hồng. Thiệt, 83 người ở đây mà không lẽ mỗi người không cho em được 3 lượt chia sẻ, đúng không? 80 mấy người là phải được trên 100 lượt chia sẻ là dễ lắm luôn đó mọi người. Rồi set sơ mi em tặng cho mọi người 100.000 luôn nè, 170 á. Tặng bằng 100 luôn, sơ mi cao cấp, set sơ mi màu nu á, xe 100 luôn. Ghi cho em là set sơ mi 100. Thảo Hiếu đi cọc cho em ơi. Thảo Hiếu đi cọc rồi, chân váy em còn ML em tặng mọi người 50 luôn. SML 50, set sơ mi cho Nguyễn Thi. Thảo Hiếu đi cọc. Rồi comment giúp em nha, 50 luôn, 120 xe còn 50. SML kèm size, này em bán tặng mọi người này, chân váy cao cấp Quảng Châu á. Kèm size dùm bầu nha, ai đấy thì ghi dùm em kèm size, tại chân váy này hàng xịn nên nó có size, có quần trong và dây kéo ở phía sau nhá. Đó, này về mấy chị mít với cái gì cũng đẹp, thấy không?
ai đấy giùm em là chân váy dập ly kèm size giùm em, chân váy kèm size, chân váy kèm size S cho Hồng My được em ơi. Rồi má ơi, cái đầm 2 dây rồi, cái đầm này 180 em tặng mọi người trăm luôn. Đầm 2 dây hồng. Ok Thi nhá, đây. 2 dây hồng tặng mọi người 100, cái hàng này siêu xịn luôn. Má ơi. 2 dây hồng 100, má cái đầm đẹp chưa? Có mút ngực nha. 2 dây hồng 100, hồng với cam này. Má ơi, đầm này đẹp quá. Tặng với bà trăm luôn. Má cái đầm xinh lắm luôn đó mọi người. Thật ra không lẽ 8 mấy người coi ở đây mà không cho Dung bụi 100 được chia sẻ với chị. Giận ơi là giận. L cho bà Yến, 2 dây hồng cho Thanh Trương. Má ơi cái đầm đẹp chưa? 100.000 đó mọi người. Rẻ không? Có mút ngực luôn nè. Màu cam với lại là màu hồng. Má xả rẻ như biếu luôn á. Thiệt đó mọi người. Mang tiếng lấy với bà 100.000 đó. Quá rẻ. Rồi mã này giùm em, xỉu chưa? Nhìn cái quần thôi là xỉu luôn nè. Rồi set này sẽ lỗi với mọi người 119. Như cho em là set, set đỏ 119. Đầm hồng cho Thu Lê với Nhật Thảo. Đó còn cái hồng nào không? Rồi ai đấy giùm em tiền visa, trời ơi. Bà tiền visa nhà bà đã xa lắm luôn rồi. Chạy tới được nửa đường gọi điện cho bà thuê bao. Nhà thì đã tiếp trong đường Hai Sơn cách một cây số rồi, đã đi giao cho bà đã cực rồi. Chạy đầu đường Hai Sơn luôn. Gọi điện không có nghe thuê bao. Làm sao mà dung giao? Cổ đang mặc còn. Xe đang mặc em đang xe 180 hàng siêu cấp không mấy chị. Nhà mình đã xa rồi, cái điện thoại toàn gọi thuê bao không, hai lần rồi đó. Mất xả luôn rồi á. Nhà thì đã xa tít mù khơi rồi. Rồi xét đổi em xả 120. Cho cái số điện thoại gì đâu mà hai lần đi gọi điện giao hàng đều thuê bao. Rồi sale 120 thì em là xét xuông. Xét đỏ cũng được. Xét em mặc có hai màu á, cái này là nguyên cả xét mấy chị. Không có bán mũi áo nha. Đã cực rồi còn thuê bao nữa. Mẹ hồn luôn. Xếp đợi chị Ngọc Yến Thùy. Cái chung mang còn màu xám luôn, màu xám nha. Rồi cái này ghi giùm em nha. Đầm em còn một cái trắng nữa nè. Còn một cái trắng với một cái màu chị còn mặc màu trắng hôm đấy. Một set cho chị Vân Anh Nguyễn nè. Mấy bà mua tôi ship ở Bưng Kè một vòng đó. Thứ nhất là gần thì tôi không lấy phí ship rồi với bà. Một lần nếu lấy thì lấy sớm, mà không tôi đi giao để ý cái điện thoại. Mấy bà cứ tới nơi gọi cũng hai nghe máy luôn. Trắng đang mặc thì Trinh Nguyễn 180 chị, cái hàng siêu cấp. Cứ tới nơi đi giao hàng thuê bao. Đầm trắng cho Thi. Còn một cái đầm trắng á. Xe đó quần lê hay xuông á chị Ngọc Yến Huỳnh Nhơn. Á à, còn cái đầm vàng này đẹp chưa? Á à, vải đẹp lắm luôn, form đỉnh lắm luôn á. Chia sẻ cho bầu đi mọi người. Xe nhưng mặc còn một xám nữa. Xe này là 275 á. Sale còn có 180 á. Nay là đợt cuối cùng em đi đi chung sale lỗ luôn. Xe này mấy chị nhận không phải là hàng 200-300 nghìn. Mọi người trả lại cho em nhá. Lấy cái uy tín ra cam kết cho mấy chị luôn. Hàng loại 1 luôn á. Em ở Bưng Kè chị. Thật sự là em bầu bì thứ nhất là chồng em đã không cho làm rồi. Mà em đã đi giao hàng, chồng em kiểu đi giao hàng với mấy chị, đáng lẽ em đưa cho ship á. Tại vì mọi người biết sao không, ship á người ta sẽ lấy từ 15 đến 25 nghìn tùy chỗ. Tại vì xăng bữa nay lên, em tiếc tiền cho mấy chị lắm. Cho nên thành thử ra là để em đi giao để em không lấy tiền ship mấy chị, để mấy chị đỡ được mấy nghìn tiền ship. Mà trời ơi em thề luôn, cứ chạy tới nơi là gọi điện không nghe máy. Hoặc là chạy tới nơi thì gọi không nghe máy, chạy về nhà rồi bắt đầu mới gọi lại. Bà ơi nó điên kinh khủng. Thật, tức là một combo bill dai cho Nguyễn Linh. Thủy tính là đầm vàng, thật đó mấy chị. Mình tiếc cho khách mà mình chạy lên chạy xuống nó cực lắm. Em thì bầu bự nữa mọi người. Mà đưa cho ship thì nó mất tiền ship. Mất tiền ship của mấy bà cơ. Đâu dám đưa cho ship đâu. Tại dòng nó cũng lấy 20-25 nghìn rồi. Vì chứ mua bộ đồ có 70-80 nghìn thì mất 20 mấy nghìn tiền ship. Đúng không?
mình tiết tiền cho khách mà không ai thương mình hết. Bởi mà còn sáng nó sáng đẹp chưa, sáng mới trắng, cái này là hàng đúng 200 mấy 300 nghìn, nó vừa đang bán đó mọi người, em sale á. Đằng em còn một cái xanh nữa nè, nhưng bởi vì nhiều khi mình tiết tiền cho khách chứ mà khách không có biết thương mình, chán lắm. Ở đầm rêu còn cái, đầm này là siêu đẹp luôn đó mọi người, có bút mực nha, đầm rêu nó đẹp kinh khủng luôn, rêu xe 100 nghìn. Em còn một rêu, một trắng với một cam á, cái đầm này đẹp lắm. Cái body bây giờ á, ba hộp là giá được giá xỉ 570, một hộp là giá 250 nhá. Còn lấy ai lấy hai hộp thì cũng để cho 350 luôn, lấy hai hộp đi cho nó lời tiền hơn, hai hộp là 350 á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, đang riêng là một cặp nhưng mà tầm khoảng chừng được còn 11-12 hộp gì nữa à, hết rồi. Hết đợt kem này là hơi lâu á, lúc nào mà mọi người thấy biên mở á thì lúc đó em mới có kem cho mọi người, còn biên không mở là em không bao giờ mà có kem cho mọi người luôn. Không có hộp á, chúng mình là không có kem. Đầm thì sale còn có 100 à, 175 sale còn có 100. Màu trắng, màu rêu với màu cam, cái này là màu vàng á, màu cam với mọi người, vàng cam. Nào mọi người thấy biên mở thì em mới có hộp á, chờ chịu. Rồi má đẹp chưa cưng ha, cái này mặc đi biển cũng được, mọi người mặc ở nhà cũng được, đẹp lắm. Ai lấy thì ghi giùm em nha, comment giúp em là màu, thêm đầm rêu cho Huệ Tính. Các kem body đầm sau này bán chạy kinh khủng luôn đó. Trời ơi đầm trắng này, trời ơi đầm trắng đẹp chưa, đầm body trắng xe 100 nghìn luôn, body trắng xe 100. Mấy bà ơi xe bà lại chút màu nhá, bầu rắn like với chị thêm tiếng nữa rồi đi đơn hết. Rồi ghi giùm em nhá, đầm hai kem body cho chị Ngô Phương, hai kem body là 350, một cặp là 350. Rồi ghi giùm em nhá, bây giờ nào mà mấy chị mà thấy biên úi được mở là dung là sẽ có kem cho mấy chị, đầm rêu cho hai em sữa. Để giờ còn được có mười mấy hộp ở trong nhà, khổ lắm mọi người, giờ biên kẹt là cái gì nó cũng khổ, chứ không phải là mỗi mình kem đâu, đồ áo rồi này kia những số khác người ta cũng không có vải luôn. Rồi đầm body hồng xe chăm luôn, body này body cao cấp nha mọi người, body hồng xe chăm, hồng với vàng xe 100, hồng với vàng. Rồi má ơi đẹp chưa, rồi cái đầm body dơ lên cái thấy form luôn này mấy chị, đằng sau nhá, nó không có hở lưng nha mấy chị. Còn đầm nào màu mặc được không? Còn nó vàng rồi, ví dụ em là vàng. Bà hôm nay đang nghỉ like chưa? Màu ngủ chưa? Màu ngủ chưa? Ê, còn một cái đầm bầu đẹp này. Rồi cái này có một cái à? Còn có một cái với chị, đẹp chưa? Cái này để với chị 150 luôn. Cái này em cũng để 3 cái em mặc á, 150, đầm xanh. Đầm này là siêu xịn luôn nha mấy má, đầm này là đúng VIP luôn. Mà còn có một cái à, ghi đầm xanh, em đưa chị cái dạng đầm số 2 dưới. Rồi đầm xanh chỉ đầu tháng 8. Ừ, vậy để em xin xong 2 tháng chị mới xin nhá. Em tháng 6 cho chị Quyên này. Em 26 tháng 6 nhưng mà bây giờ em bác sĩ bắt nghỉ rồi, không cho làm nữa tại bầu em yếu quá. Với lại là con em bị suy dinh dưỡng á. 8 tháng thứ 8 rồi mà mới có ký 2. Suy dinh dưỡng nặng. Rồi set 80 nghìn, set 3 lỗ cao cấp á. Like cuối cùng nữa là để nghỉ để dưỡng sinh luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha, set 3 lỗ 80. Tại sao em nói là hôm nay là ngày cuối cùng mọi người gặp em bán quần áo đó. Em cái đầm này đẹp nè Quyên ơi, đầm này bữa 29 Tết em mặc, đêm 30 chứ, đêm 30, đêm 29 Tết, năm nay không có 30. Set 3 lỗ cho Kim Hằng. Giờ em ngồi lên ngồi xuống nó bị tức bụng, cái khó thở á mọi người. Nè, cái đầm này là đêm 30, ai thấy em mặc rồi là biết nè. Đầm này là 240 á, siêu đẹp luôn, đầm baby doll á. Tặng cho mọi người trên like nha, cái này là em nói lỗ là em rất là lỗ luôn. Em xem mọi người 120 nghìn, đầm này là đầm hãng luôn đó mọi người. Cưng không? Màu đỏ với lại là màu vàng, đỏ với vàng, rồi cái này siêu đẹp luôn. Hoa đỏ với hoa vàng, cái này là bao cưng luôn á, thề luôn mọi người. Nè mấy bà nhìn cái bọc của nó này, hàng xịn không? Đó, vàng xe 120, vàng với đỏ mọi người. Đây là đêm 29 đêm mặc á, đêm giao thừa.
bao cưng luôn. Màu vàng với màu đỏ sale 320 thôi. Ai lấy đi giùm em là vàng với đỏ. Lấy cái đầm này cưng lắm. Cái đầm này là bao dễ thương luôn đó mọi người. Cái này là set lẻ không à. Đỏ cho chị Hà. Cái đó bao nhiêu ký vô rồi mấy má ơi. Thoải mái, nó là baby doll mà. Rồi, sơ mi. Sơ mi này, sơ mi cao cấp xe cho má. Ê, sơ mi hình như là nhung hỏi nè. Vỏ hồng nhung á. Hoa đỏ cho Trần Thu Hà. Thu Hà lên cho ta, Thu Hà ở Bình Thuận đúng không? Đi dùng chỉ hồng nhung đi. Đúng bé. Vỏ hồng nhung lại có bơi. Này cái sơ mi này không bổ quá cho người hỏi lúc này em còn sót lại cái này. Mình xả có 125 đó mọi người. Xe 120. Ai lấy ghi giùm em là sơ mi 120. Cái sơ mi này là siêu xịn của Hot Girl đang bán 300 mấy luôn á. 120. Ai lấy ghi giùm em là sơ mi 120. Cái chiếc đầm hồng baby doll còn này mấy má. Còn một cái hồng với một cái đen. Hai dây phòng bao nhiêu, hai dây phòng phòng hay gì. Nè cái đầm này còn này Quyên, cái đầm này là cưng lắm luôn đó mọi người. Đầm màu hồng với đầm màu đen, cái này em xả có 150 thôi, khá đẹp. Nhiều set lắm chị, em còn rất là nhiều set, đa số này em còn set nhiều cơ. Đẹp không? Còn cái màu hồng, một màu đen, 150. Cái này đằng sau có dây kéo nha. Hồng với đen cho chị Quyên, dự sinh cùng ngày với em là ngồi like, hay thật em phục chị. Lai nhiều với mình bác sĩ chửi nè. Lai nhiều với mình này. Nhung luôn. Bỏ hồng nhung luôn á. Đặt trong nhìn bóc mà còn lẹ 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 không biết. Rồi ghi dùm em nha. Màu cam. Cái này em để mọi người để cho 80.000 thôi. Cái này để 80.000 luôn nha. Ghi dùm em. Đồng hồng nhung hết rồi. Cái đồng đó hết rồi mấy chị. Đồng đó không kiếm ra được luôn á. Hết sạch. Rồi set cao cấp 80. Màu màu cam. Sơ mi 120 còn không? Cho Thu Hoài Thu hết rồi. Thì biết được coi còn cái nào. Bà xanh nha, giờ thì chú không thấy cái nào rồi đó. Bây giờ còn cái xanh của nhà tắm á. Hôm bữa thì ấy. Ờ đưa ra mọi người có thích thì lấy. Để cái đó em để mặc á. Rồi set giùm em 80.000. Set màu trắng với set màu cam. Set đùi á mọi người. Cái này vải siêu đẹp luôn. Này màu đen màu trắng với lại màu cam, cái này vải đẹp lắm luôn á. Em còn một cái đầm xanh lấy không, lấy thì em nhường cho đó, tại vì cái này em để mặc đó mọi người. Cương ha, màu xanh còn có cái lấy thì em nhường, tại cái này em để mặc. Còn ngủ đuôi không chị, ngủ đuôi hình như chỉ còn có một cái màu màu hồng sữa hay sao á. Xếp trắng qua tuần em lấy cái bình này. Rồi cái này ghi đơn chữ đơn. Đơn là cũng kè đi. Mất công ship lên Sài Gòn nữa. Đầm xanh cho Trần Thu Hà. Rồi mã này. Áo này em tặng mọi người 70.000. Sơ mi cao cấp á. Sơ mi này xịt lắm nha. Ok bình nha. Đây ai lấy đi giùm em. Sơ mi a set này đẹp lắm luôn mấy chị. Nay có set ngố không chị? Tết ngủ hả? Để em kiếm cho còn á. Hôm nay mọi người thích cái gì thì cũng sẽ kiếm cho cái đó. Chiều mọi người ngày cuối nó thôi á. Rồi set đỏ em xả còn có 120. Set đỏ này hàng xịt nha mọi người nhá. 175 á. Em xem mọi người 120 luôn. Á à, set này đẹp kinh khủng luôn á. Xe 120 đưa mấy cái set trong kia ra. Chị xả lần luôn. Còn set ngủ trong kia đưa ra cho khách luôn. Có đầm bầu không chị? Đầm bầu gì hơi khó kiếm nha. Rồi ghi dùm em set xanh. Cái body này đẹp nè mấy bà. Body này đẹp, mặc đẹp là bình. Rồi cái body này. Còn set ống rộng quần hồng không chị? Còn set ống rộng quần hồng là cái gì đây? Nè mấy chị nhìn cái đầm đã không? Em xem còn có 100.000 á. 140 á. 160 em xem còn có 100.000. Hát cái đầm đẹp chưa? Đầm màu nu, màu xanh với màu đen. Nu xanh với đen. Ở 100.000 mấy chị nhìn cái phong đầm này giùm em nè. Đã không? Eo nè. Trời ơi. Nu với đen cho mình.
có 100.000 á, rồi còn cái xanh đầm này đẹp lắm, đầm này gọi bán màu xanh đẹp chưa, xanh pin nha, đầm này không đẹp là em thối lại gấp 10 lần tiền nhiều á. Em cái đầm đó em còn cái đen rồi mấy chị, ừ chị giữ cho nè, cái đầm mà nãy mấy chị dành nhau á hết đen rồi chị Lam ơi, em còn một cái xanh à, còn cái xanh nè, cái đầm lúc nãy 2 giây còn cái màu đen nè, chị dùm em là đầm 150 màu đen nha, xét đầu 120 cho hồng mi, mấy chị mua để dành đi, 3 tháng sau Dung để xong Dung lay lại cho mấy chị còn có đồ mà mặc, tại Dung còn tháng mấy nữa là Dung sinh rồi đúng không, nghỉ đẻ 1 tháng là bầu cử 1 tháng á, là coi như là 3 tháng đi Dung mới bán lại đồ áo rồi, nên là ráng đợi ráng mua tầm khoảng 20 bộ á, để dành 20 bộ là mặc được 2-3 tháng rồi. Đầm đen 2 dây 150 này còn cái á, bà nào lấy thì chốt nha, mua để dành đi. Cái đầm đen còn cái chị Lan nè, Lan Phạm Bưu Kè rồi hết, chị Lan có cái đầm đen nó đẹp rồi, má set 3 lỗ 80 còn set, set này đẹp lắm mua đó. Rồi ghi dùm em nha, đen 2 dây 150.000 bà Linh ơi, không phải 50.000 đâu bà, rồi set 80.000, set 3 lỗ mọi người, còn đầm da để chị kiếm, đầm vào 120 còn không chị, đầm vào 120 là đầm chị còn nha. Hoài Lê ơi còn sơ mi không chị Dung, để chị kiếm cho, rồi ghi dùm em set 80.000, 2 dây đen đó là 150 bà ơi, không phải là 400, à, không phải là 50.000 nha, 150 nha, 3 lỗ 80 Dung Mai. Mai nhớ chốt thêm một sản phẩm, à Dung Mai nhớ chốt thêm một sản phẩm Dung đi học. Rồi báo ở set này còn màu đen luôn này mấy má, set siêu cấp 275.000 á, nè đó, Dung xả còn có 150 á, còn màu đen này, á ơi set này là y chang cái phong set Dung mặc luôn, nhưng mà cái này hàng về gần 3 tháng trước rồi nó sót lại á, nè má xả tặng mấy bà luôn, á ơi set này là đỉnh luôn, ghi cho em là set đen, rồi xịn cho mấy chị hàng hạ á, set đen 150, đầm vàng hoa 120 chút còn đẹp ha, set màu đen dùm em, comment giúp em là set đen, set nhiêu chị sẽ hỏi set nào em ơi, set đen là 150 theo lỗ, rồi set lê cô gái còn set sale 100.000 luôn, cái này set hãng nha, xếp lê cô gái đầm vàng 120 chị Châu Hoài Lê nè, đẹp chưa, rồi ghi dùm em là xếp cô gái xem trăm, cái hàng xịt lắm luôn, xếp cô gái 100, xếp đó còn một xếp kem nữa mấy chị, chia sẻ bài cho bầu chưa, xếp 80 là xếp gì em ơi, rồi set mặt cười xem 150 luôn, mặt cười màu xanh 150 đẹp chưa, đi trang cái phong em đang mặc luôn á, vải chất như vậy luôn, mặt cười là mặt không khóc, cho chị coi lại đầm baby doll, đầm baby doll nào vậy chị, rồi đầm này em còn một cái size M này, à quần chứ, size 125 quần size M, đầm baby doll là đầm loại nào chị, rồi ghi giùm em quần M xả 125, quần M áo da 270 tặng cái bà trăm luôn, áo da siêu cấp đó mọi người, rồi mua để dành với mọi người đi du lịch không có đâu, Nguyễn Thi lên số điện thoại địa chỉ, khách mới nhìn cái ghi giùm em nha, áo da này là 290.000 tặng cho bà mà nào nhanh tay còn 100.000, áo da này thì mọi người biết áo da, nói chung là áo da là không thể nào mà dưới 200-300.000 được mọi người, chắc chắn một điều đó cho mấy chị rồi đó, đó áo da dùm em, Nguyễn Thi quần M bưng kè, bưng kè khúc nào vậy em ơi, đầm xanh 2 dây còn gái thì đầm này cũng lẻ đâu ra rồi nè, đầm này còn cái xanh chứ đầm này màu đen hết chưa, còn một đen một xanh nè, em xả có 150 à, đem cái xanh đằng sau có dây kéo nha, bất kể chỗ nào về Nguyễn Thi ơi, rồi ai lấy cái giùm em nha mọi người, á
hai đầm này đẹp ha, còn hai cái xanh với đen này là xuất sắc luôn á. Cái này bầu cũng mặc được nè mấy chị, bầu là mặc được tháng thứ 6, thứ 7 luôn á. Xanh với đen trên Linh Tây 150 nha, không phải 50.000 đâu, quần hết dụng, Nguyễn Huy đâu quần hết dụng. Shop mình ở Đà Nẵng hả chị? Đâu, shop chị ở Vũng Tàu. Rồi đầm rút eo, cái này hôm bữa em like tháng thứ 7 em vẫn mặc bình thường luôn. Cái này là tháng thứ 7, tháng thứ 8 mặc thoải mái luôn. Cái đầm này là siêu sang luôn đó mấy chị, đầm rút cho em xả 120 nhá, 240 xe 120 luôn, xe em đủ giá luôn. Rồi ghi dùm em nha, comment giúp em là đầm rút cho em. Cái này đằng sau dây kéo hàng Quảng Châu nha mọi người, hàng loại 1 đó. Eo là rút nhưng mà nó không có hở hang gì hết, rút eo để dính eo cho mấy chị thôi chứ nó không có hở. Xe 120 hàng loại 1 nha. Màu hồng với lại là màu xanh, đầm này mấy chị mua để dành đi tiệc, đi sinh nhật hay là đi đám cưới tiệc tùng gì rất là sang chảnh luôn. Mấy chị đầm đẹp không? Sang chảnh ha, khá hồi đẹp. Màu hồng với lại là màu xanh, khi cho em là hồng xanh em vô lấy cái cục ở trong tường chị. Rồi body Bình ơi, và mày đẹp rồi Bình, trời má ơi. Body ba lỗ chấm bài giúp bầu đi mọi người, không ai xe bài cho bầu hay sao vậy. Body ba lỗ màu nâu với lại là màu đen, còn có cái xe 100.000 luôn, hai màu hai cái. Đầm này là xe tặng mấy chị á, trời ơi đẹp chưa. Đen với xanh body ba lỗ, trời má xinh quá. Body ba lỗ đen với xanh tặng mọi người 100.000 luôn, ship đồng giá 35.000 toàn quốc. Quyên còn ở đây không? Chị Quyên còn ở đây không? Còn cái đầm này nè, xanh với đen của em kia, hai cái là 300.000 em ơi. Đầm đó là 150.000 chứ không phải là 50.000 đâu em. Đầm chỉ bán 195 mà sale còn 150 á. Đầm hồng này bao nhiêu? 120 chị ơi. Mọi người nghe giá kỹ rồi mọi người chốt. Trời ơi, đầm này đẹp lắm luôn á. Baby doll 2 giây, cái này em cũng xả cho mọi người 175 đúng không? Xem mọi người 150 luôn. Rồi ghi dùm em nha, đầm xanh 2 giây 150. Xanh hồng 150.000. Cái đầm này đẹp lắm. Bầu hay là không bầu gì đều mặc thoải mái nhé, thoải mái màu hồng. Đằng sau có dây kéo nha. Hết rồi chị ơi, quần đó em hết rồi. Đẹp chưa? Đằng sau là cột nơ nhá, không có hở hang gì hết. Hai dây hồng với hai dây xanh baby doll á, cưng chưa? À, cái này mấy bà mặc lên là cưng xỉu luôn. Cột đầm hạ đó mọi người, ghi dùm em nha. Màu xanh với màu hồng mọi người nghe giá trước khi chốt với mọi người, cứ chốt cứ chốt đại rồi nghe giá, cứ xả đơn mệt lắm. Em đọc giá kỹ mà, chứ em đâu có nói ngọng đâu mà mọi người cứ nghe toàn nghe cái số đằng sau không à. Mọi người không nghe số 1 đằng trước luôn á, nghe cái số đằng sau không à. Mọi người chốt được càng tới khi mọi người cứ tưởng này tưởng kia, cái thì bom, cái thì xả thùng lung hết á. Rồi set set xuông 100.000. Không nghe rõ giá thì hỏi giá lại rồi chốt mọi người cho nó kỹ nha. Mình chốt hàng sale mình kỹ lại giúp em, đã sale lỗ rồi còn phải xả đơn thì xả đi xả lại nữa. Mà giờ xả không được nữa là em không có like nữa, nó mất công lắm. Mọi người nghe rõ giá đi, không nghe kỹ thì hỏi lại đã đi rồi chốt nha mọi người. Rồi set đen 100.000 giùm em, quần sọc nhá, set đen quần sọc. Mất công đã like mệt rồi mọi người ơi, like mệt ngang bầu vì nữa hay quạo đó. Chấm bài giúp bầu đi mọi người. Chấm bài cho em đi. Rồi đầm xanh body sale 120 chị ơi còn. Rồi ghi giùm em nha. Body đầm hồng đó em còn, rút eo còn 120. Body sọc 100.000. Body sọc 100 rồi, set thể thao này nè mấy chị. Set thể thao này là siêu đẹp luôn. Set thể thao này em tặng mọi người 130 luôn. Còn 2 set à, 130.000.
đi giùm em nhá, set thể thao quần loe nha mọi người, không phải quần ôm đâu. Set này là mặc lên là siêu hách dáng luôn á. Trời ơi, cái quần loe xịn sò không. Rồi màu xanh với lại là màu xanh bơ với xanh đen. Còn hai set, cái này em xả mọi người còn có 130 luôn á. Xịn sò không. Áo là phong ôm nhá, quần này, nhìn cái phong quần này mấy bà. Đẹp chưa? Rồi ghi giùm em nhá. Màu xanh đen với lại màu xanh bơ. Xanh đen với xanh bơ chốt hàng khách mới lên xuống thoại địa chỉ. Xanh đen với xanh bơ, rồi cái này sale luôn. Đồng hồ với lai là đồng nào ta? Đồng hồ baby doll đó đúng không? Có hồng baby doll này vừa lai không? Đồng hồ vừa bút xuống luôn á. Xanh bơ cho duyên vỏ 150 chị ơi. Rồi set giùm em nhá, set ghi giùm em là set đùi 120, cái này hàng xịn cho mọi người. Ai đấy ghi giùm em đầm hồng 2 dây á đúng không, 150 á chị. Rồi cái này ghi giùm em là 2 dây, 2 dây set 120, quần siêu đẹp luôn. 2 dây 120, đùi 120 cho thu ngoài đâu vui. Thế chị cho em lấy luôn. Để chị giao đi em ơi. Nghe lấy mấy chị, nghe lấy lâu đấy. Nghe lấy chịu khi em không ở nhà. Ngày mấy chị ghé thì em không ở nhà, nói chị không ghé thì em ở nhà. Rồi ghi giùm em nha, rồi báo còn cái màu nu này. Cái này đúng không chị? Cái này đúng không chị Thảo? Cái này là màu nu này, màu hồng. Xả cũng có 150.000 này. Cái này hàng xịn lắm mua đó. 175 mình xem còn 150 thôi. Xem rẻ cho mấy bà luôn. Rồi set này cho chị Thảo đầm hồng 2 dây cột đằng sau lưng này nè, 150. Rồi set này em tặng với chị luôn. Hai set này 175 nữa đó. Xem 120 luôn. Hai set này ai mà mua được là lời ơi là lời luôn đó. Set đen nhìn hàng xịn không, cưng lắm luôn á. Rồi ghi cho em là set đen, xe 100 luôn, tặng với bà 100 luôn. Ghi cho em là set đen 100. Set đen 100 nha. Hôm nay ghi cho em là set đen 100. Quần Gucci em còn cái để mấy chị 75.000 luôn. Quần Gucci cao cấp á, 75. Ghi cho em là quần Gucci 75. Ai lấy quần Gucci thì ghi giùm em là quần Gucci nhá. Có một chị quần cho ngọc tươi hết. Rồi set này đẹp lắm, set này em xả này, em xả còn có 140 rồi, còn có set duy nhất luôn 140 ghi cho em là set hồng, set cao cấp có mọi người. Hồng giùm em nhá, ai lấy hồng thì ghi giùm em là hồng. Hồng tàu 140. Rồi set baby doll này, cái này tặng mấy bà trăm luôn, vừa mới bán hôm chủ nhật đó. Á ơi cái quần được, cái quần tắc ta này. Rồi ghi giùm em set trăm luôn, set rêu 100. Rồi má ơi cái set này xịn lắm luôn đó mọi người. Rồi chị Thảo lấy set này này, chị Thảo 150.000 sale 100 luôn. Rồi ghi giùm em là set xanh 100. Xanh 100. Xanh cho Nguyễn Thi. Em ơi em kiếm cái set đó đi, hôm bữa còn ở trong này này, cứ kiếm đi. 2-3 màu, 3 cái màu gì đó.
Đây. Cái size nhân Nguyễn lên. Rồi đầm body giùm em nha. Đầm body cao cấp á, cái này giãn dài em còn một lu với một xanh thôi. Còn một lu với một xanh, cái này đằng sau có dây kẽm xem ở 100 nhá, lu với xanh. Ai lấy giùm em là đầm một còn một lu một xanh, cái này em sẵn lỗ luôn á, đầm này siêu siêu, này bọn những cái chất này. Đã lắm luôn đó mọi người. Hàng của Mango rất là xịn, con đầm đẹp chưa? Rồi body kèm màu. Comment giúp em là body. Cái xanh đéo còn set cam nè. Còn set ống rộng hồng không chị? Set hồng còn màu khác không? Hết rồi em ơi. Nè set cam giùm em. Cái xanh này đẹp lắm luôn đấy. Cam 100. Ví dụ em là set cam, đó là dạng baby doll đó mọi người. Quần là phòng, áo nè, áo dạng baby doll. Sang chạy không? Ở mặt bao cưng luôn. Em còn một set cam nha. Ai lấy cam 100 thì ghi dùng bầu là cam 100. Cam 100. Rồi 2 dây baby doll. Ở chung chưa? 2 dây xe 1.2 luôn. 2 dây baby doll màu trắng. Cái này là chất bụi sốt không chị? Chất bụi sốt á. Rồi 2 dây baby doll dùm em. Xe 1.2. 2 dây baby doll xe 1.2. Cái này có mức ngực nha. Có mức ngực. 2 dây baby doll xe 1.2. Cũng nổ luôn á. Một đứa đưa hàng lên đây chị cầm đi. Rồi set nu giùm em. Set nu yếm á. Này cột yếm đằng sau nhá, xe 100 xe 120. Hai dây có màu khác không? Hai dây là gì? Còn đen với xanh á. Rồi ghi giùm em là set cao cấp xe 120. Còn đen với xanh nữa nè. Hai dây còn đen với xanh. Còn một đen với một xanh á, mua 120 phí của anh. Hay là đen đó mọi người, cái set này đẹp quá rồi, đẹp luôn mà em sale quá lỗ luôn. Sale còn có 120 à. 150.000 đó. Thằng mới vừa mới bán luôn đó mọi người. Tại em nghỉ sinh rồi bây giờ em mới sale như thế này á. Còn một xanh một đen, cái này ghi cho em là mã 2 dây nhá. Chứ không có cái vụ mà em sale vừa mới bán mấy hôm trước mà sale đâu. Em chưa bao giờ như vậy hết á. Chỉ có hàng bom em mới sale thôi mọi người. Trần Huyền Trang hài lòng set đó còn có set một màu duy nhất rồi em mới sale thôi. Set đó là còn 4 năm set không bao giờ em sale cái kiểu đó luôn á. Rồi ghi em áo 50.000. Áo trắng 50. Em nghỉ like luôn em mới sale kiểu đó thôi mấy chị. Rồi ghi em nha. Trần Huyền Trang có rồi. Nè yếm cũng vậy. Yếm set. Cái yếm này siêu mắc luôn á. Sale 130. Áo trắng cho Nguyễn Thi. Hai dây xanh luôn hết. Còn đen với trắng thôi. Xét yếm. Á hôm nãy có xét xanh. Xe 120, xe 130 luôn. Yếm. Rồi xét lê xe 100. Đẹp chưa? Lê 100. Cái này như là yếm cho Nguyễn Thi. Em đưa cái này cho Nguyễn Thi. Hai dây đen cho Thanh Phương. Cái này để cho đấy hãy ghi cái gì tên quên tên quên. Rồi cái này ghi dùm em nha. Rồi set suông này hàng Quảng Châu mọi người, xe 100, set suông. Set suông Quảng Châu xe 100. Tháo ở trên này đẹp ha. Mà còn có set à. Suông Quảng Châu xe 100. Cái này là VIP lắm luôn đó mọi người. Set suông 100. Rồi set trắng này. Hồi nãy đầu like bạn nào chốt được set này nhưng có nói là
hên lắm mới chốt được set này á. Xuống cho Thúy Quyên nè, cái set này là đẹp lắm luôn mọi người, set loe á, nhưng mà cái màu trắng nó sang lắm. Rồi phải như xả của có 120 nhớ không, mà bà kia chốt cũng nói là trời về mặt cái set này chắc cưng sang và xịt lắm luôn mọi người. Rồi, cái set này lên cái form nó đẹp lắm. Rồi ghi giùm em 120. Rồi đầm 2 dây. Cái 2 dây này trên xạ cũng có 100 nghìn rồi. Lê trắng cho trong liên nè. Đầm đầm sale còn có 100 nha. Đầm body sọc nâu á, cái vải siêu đẹp luôn. Bỏ ra 100 nghìn chắc chưa mua được nửa cái vải luôn mọi người. Rồi cái này đi cho em là body đen trăm luôn. Body đen có dây kéo ở phía sau nhá, sale trăm. Body đen 100. Cái con mũ đen con cái mấy chị. Mũ đen tặng với bà 50 con cái à. Mũ đen 50. Mũ đen 50 con cái. Ai lấy mũ đen thì ghi giùm em. Mũ này mọi người phối với áo thun không rộng á. Quần nhá, không phải là set đâu, quần mũ đen 50. Có đồ gì em đang bán không? Dạ có. Set em đang bán có hai màu, sale 108. Màu xám với màu trắng đó chị. Mũ đen đó phải ông ta hay là quần mũ đen? Đó hả? Cho theo sửa cái cần thu hà cái. Còn đó, ai lấy thì được. Set em mặc là 180, 275, sale còn 180. Cái này hàng siêu xịn nha mọi người. Thế nên mặc là nếu mà mấy chị nhận hàng về không đúng như hàng 200-300 nghìn, mấy chị cứ trả lại cho em nha. Tại hàng này là hàng của Gốc Đôn đang bán luôn. Vải rất là nặng. Cầm cái đồ trên tay là thật đó mọi người, nó xịn kinh khủng luôn á. Em xem còn có 180, cái này là xét hạng trắng với sáng. Rồi sơ mi cao cấp. Sơ mi cao cấp thì em. Sơ mi này chúng sạc có 69 nghìn thôi, 140 á. Màu trắng với lại là màu hồng sơ mi á mọi người, trắng với hồng. Hai cái sơ mi thì ghi giùm em là sơ mi trắng với sơ mi hồng nha. 69 nghìn. Sơ mi trắng cho Thúy Hoang còn lấy hồng. Ôi ôi set này nè mấy chị này, ai mua để dành đi tiệc và mua liền nhá. Set này là siêu vip luôn, chân váy này. Cái này thì em xem mọi người 140 thôi. Set này đẹp lắm luôn đó. 140, đứng dậy ướm cái áo đi các con. Áo ơi nó đẹp. Đó, thấy không? Áo phụ buông đằng sau có dây kéo. Áo xả cũng có 140. Trên váy siêu đỉnh luôn nha. Đẹp chưa? Sắc 140. Rồi áo này tặng bà nào có đơn nhanh nè, 45 nghìn. Áo màu màu cam á, nút nè. Áo màu cam 40 nghìn, bạn nào có đơn thì chốt. Rồi set đen 79. Set đùi á, rồi cái quần đùi đỉnh chưa? Set đùi 79k. Còn set suông không chị ơi? Suông bị dung hết rồi. Còn set suông nào luôn á? Còn set đỏ suông á, đấy thì set đỏ suông. Set đen 140 chị My, của set nó đẹp lắm luôn đó đi ơi. Set nha. Rồi ghi giùm em nha. Màu set xuống cho bọn set này đẹp lắm luôn nè. Đi luôn hết rồi. Trời ơi đẹp chưa? Màu đỏ với màu đen. Áo rồi màu đen. Cái này cũng xả 170, cũng xả còn có 150. Con địa chỉ của chị Bù Long đúng không? Của má cái set này nhìn nó muốn đủ trứng luôn. Đẹp lắm. Nó hot ơi là hot luôn á. Rồi ghi giùm em nha, em còn một đen với một đỏ thôi. Xuống đó nha. Hai chiếc quần thì khỏi bàn rồi đó mọi người. Đỏ với lại là đen, áo đỏ quần đen, áo đen quần đỏ. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em màu. Đẹp lắm. Rồi áo này xem tặng với bà. Áo này là áo tay dài luôn, nãy chị nào hỏi áo tay dài tặng cho 50 nghìn luôn. Áo len á, tay dài đen, nu, cam, hồng, xanh, 50 nghìn lấy đủ màu mà mặc.
Áo này là tới 95 nghìn một cái. Form ôm đơn giản, nhưng mà cái này mấy chị mặc quần jean cũng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp hết đó, ống tay siêu đẹp luôn. Rồi ai đấy thì ghi giùm em nha, áo kèm màu xanh bơ này, đen nu đỏ cam. Tay dài á, sale 50 luôn. Rồi set hồng 120. Set hồng là quần loe nha mọi người. Set hồng quần loe mọi người, chấm bài một màu cái. Chấm bài giúp em cái nè. Hai này nữa là đi đơn vị luôn chứ mọi người. Để like được. Hết khả năng like được mọi người. Mệt lắm luôn rồi đó. Đang ra cố cố cho mọi người tí rồi đó thôi. Áo tay dài nu với xanh như lâm chi. Rồi test hồng xe 2. Giờ là khúc này là khúc em đang cố mọi người. Rồi hồng chị thu hoài. Mã set này ai lấy được là mừng húm.
này 295 lận. Đẹp lắm luôn á. Áo 2 dây kèm với quần suông đen. Set này size S nha mọi người. Hàng này hàng em được bán suốt á. Size S á. Sale 100.000 luôn đi. 290 lận á. Sale 100.000. Ai lấy giùm em. Má ơi, về được cái quần suông là mê mệt luôn. Size S dưới 53kg. Má ơi, quần siêu đẹp. Set đen 100.000. Đen 100, set gối còn màu hồng á. Tôi chỉ màu hồng đấy, em vừa cầm đó. Set múa em còn một set hồng này. Múa 100.000. Múa này là hàng hãng luôn. Múa 100. Múa siêu đẹp luôn. Múa 100 nha. Ai lấy múa thì ghi dùm em là múa. Quần này còn cái size M. Xả với chị 101 đi. Quần bét đi 101 không biết bà. Quần này hàng xịn lắm luôn nha. 175, xe 101, quần 110. Còn nhiều đồ đẹp lắm, em ráng like cho mọi người 30 phút rồi cho mọi người một đơn. Còn nhiều set đẹp lắm. Quần 110, xe M, hồng mi. Và bá ơi, cái sơ mi này, sơ mi ngọc á, xe 100 luôn. Sơ mi này là hot lắm bên nhà em á. Sơ mi bèo ngọc, xe 100, đẹp chưa? Sơ mi bèo ngọc xe 100. Cái này là ngọc đính hàng loại 1 luôn nhá. Hàng tao bao á. Rồi mặc cái quần lúc nãy cũng kệ. Rồi sơ mi bèo ngọc 100. Đây chỉ cái áo này. Hết màu đen không còn cái nào màu đen hết. Sơ mi bèo cho chị mi. Rồi áo hãng loại 1. Áo này áo công hãng đó mọi người. Xe 100.000, 185 á. Cái áo này á là bằng mấy chị mua một set rồi đó. Tính ra tiền đó, tại vì hàng này hàng rất là xịn. Em xả 100.000 luôn. Mấy chị mặc áo hãng một lần đi cho nó biết chất. Tại áo hãng này xịn lắm. Theo còn 100 nha, 185 á mọi người. Cái bè luôn hết rồi. Cái này là tính ra là nếu mà bán set là 180 đó là xịn lắm rồi. Cái này áo còn 180 mọi người đó. Màu trắng với màu đen sale còn 100 thôi. Chỉ có áo xanh mà trắng với đen. Set thì quần đập đi không thì mi không có. Áo trắng với áo xanh áo trắng với áo đen làm gì có xanh mà. Trắng với lâm chi. Còn set này siêu đẹp. Dạ thì có ai có sẵn là liên hệ cho. Ở đó hãng của mọi người. Rồi set cao cấp, set này 170, xe mọi người 100.000 luôn. Set suông á, set này là hàng của Thái, rất là xịn nha mọi người nhé. Set suông, nó vải đã lắm luôn. Rồi ghi giùm em nhá, 100, set này bao cưng luôn á. Nhưng cũng có một set này mặc quên một set, còn không? Duyên một set. Còn hai set. Cái này 170 xe mọi người 100 luôn. Cái này xịn ha. Khá hồi bao cưng luôn á. Thúy Quyên một set. Thúy Quyên đi còn Phúc Dung 5 sản phẩm rồi. 4 hay 5 sản phẩm như đó. Rồi sơ mi bèo cao cấp. Sơ mi này bị bom về nó hơi nhanh xíu. Mọi người giặt là nó hết à. Giặt qua một lúc nó hết à. Em tặng cho mọi người trên like 60.000. Sơ mi này em lấy vô 125 thề điêu mất lọc. Theo mọi người 70 luôn. Em lấy vô 125 chuẩn hàng Quảng Châu loại 1. Mà tại vì hàng bom về nó hơi nhanh nhanh. Mấy chị giặt cái là nó hết à. Giặt cái là nó hết á. Em thề danh dự luôn á. Lấy vô 55 nè. 125.000 đó mọi người. Xanh như chị Quyên. Xanh với lại là đỏ đô nhá. Hoặc là đỏ tươi đâu. Đỏ này là mặc siêu đẹp luôn. Không em ơi. Này còn cái màu nâu nữa này. Có màu gì chị dơ màu đó. Cái màu nâu nó vải đẹp ghê. Vải đẹp lắm luôn đó mọi người. Cái ống tay của nó cũng siêu đẹp. Ống tay của nó này. Đẹp không? Giặt cái là nó bung ra mấy chị ơi. Xanh cho đủ vải. Xanh đỏ nu. À nào lấy chốt. Ôi đầm này còn cái nè. Đầm này em xả có 150 thôi.
mọi người. Đầm này em xả nâu cho Quỳnh Nhi. Rồi hết nâu, còn đỏ với xanh. Đầm này đầm siêu mắc, mà hầu như là mắc mắc nhất trong tất cả các loại đầm Dung bán. Đầm này là mắc nhất trong tất cả các đầm Dung bán luôn á. Đầm này hàng loại 1 đó mọi người. Mà Dung xả còn có 150.000 thôi. Đây là chị Quyên hình như nãy còn cái màu xanh á. Chị có còn màu xanh không? Đầm này là mắc lắm luôn đó, mà giờ Dung xả có 150. Chắc nó nặng phải 3 kg á. Nó nặng lắm. Mà nhìn cái phong đầm đẹp ha. Còn một cái xanh nữa nè. Đen cũng còn 2 cái, còn xanh với trắng cũng màu có 1 cái thôi. Đồ má ơi nó đỉnh. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo thật đó mọi người. Đen cho chị Tuyền Nguyễn. Ôi nó đẹp. Xanh bơ nha. Xanh bơ mấy chị. Ủa nó nặng lắm luôn, nó thề. Trắng với xanh có 1 cái, đen còn 1 cái nữa là hết luôn. 150. Đét Kim Dung còn 2 cái 2 màu. Đó, ai lấy thì ghi dùm em. Chỉ 2 cái trên ghế, đen không bởi chị để mặc. Đét Kim Dung còn 2 cái 2 màu thôi. Còn Đét Kim Dung xả 105 nhá. Cái này là Đét Kim của Bỏ Lý Kim Ngân luôn nha mọi người. Có túi đằng trước này, không tin vô Bỏ Lý Kim Ngân sợt đi. Cái này hàng xịn đó mọi người ơi. Còn Đét Kim dài nhá. Xả 105. Chung lời có 15.000 cái quần thôi đó mọi người. Rồi ghi dùm em legging này ai cũng cần hết á. Mặc cái áo phông rộng siêu đẹp luôn. Đẹp nhất là khi mặc cái áo phông rộng. Chất vải là siêu co giãn. Quần là legging ôm nha. 105. Cái này là vải rất là dày nha. Không phải như những cái quần legging hàng xưởng đâu mấy chị. Vải nó dày lắm. Màu đen với lại là màu đen chị mi sáng. À, vải vải đã lắm luôn đó mọi người. Sáng nha chị Ánh. Đen với sáng. Mà cái áo phông rộng là siêu. Ngất ngây con gà tây luôn. Này có túi nhỏ đằng trước. Túi này cũng sâu lắm đó mọi người. Bỏ được tiền á. Bỏ được 400-500 nghìn. Tờ 500 thì bỏ được chục tờ. Đen với heo sữa. Rồi áo này chúng tặng ở 20.000. Áo yếm á. Áo yếm 20.000. Kho cái à. Ai có đơn thì chốt. Đầm xanh 150 chị Thu Lê. Rồi ghi giùm em mã này nhá. Set vest cao cấp. Để mọi người 120 luôn. Vest cao cấp hàng xịn á. Alo lại số này cho chị Mimi. Bỏ lại số này chị Mimi. Áo yếm cho heo sữa 20. Rồi mã này nhá. Vest Kim Lý 120. Má vest nó đẹp lắm luôn. Nó có 1 cái. Set chip em còn rồi, set chip này em tặng nha. Bon á em tặng mọi người 69.000 luôn. Mỡ bé bé mỡ nè. À, đây chữ mỡ bé bé mỡ nghe sợ quá mọi người. Set chip cao cấp ren á. Trời ơi, em thề luôn mọi người để dành mà 2-3 set mà mặc mọi người thiệt á. 7.000 một cái. 10 cái có 70.000 thôi. Trời ơi mọi người nhìn này. Sang không? À, cái set chip là cầm là muốn đủ ngủ luôn á. Này màu đã không? 69.000 bỏ xét cho em rồi á. Này mua để dành mà mặc đi mọi người thiệt á. Có 7.000 á, tính ra có 7.000 cái á, đã chưa? Cái chiếc cái heo thì em còn 7-8 xét gì á. Tặng cho mọi người. Xét này bao nhiêu ký cũng vô được hết á. Vì biết sao không, cái ren này ren mềm. Mấy chị mặc nó không bị bó hai bên cái bẹn của mình á. Mặc nó dễ chịu kinh khủng mọi người. Những cái phong chip là mọi người biết. Không bao giờ bị khó chịu luôn. Cam kết tranh dự luôn. Em bầu 6-7 ký em mặc không. Em chỉ mặc mỗi quần chip màu ren thôi. Với lại quần ren mọi người biết sao không, ren là nó ngứa. Còn ren của nhà Dung là ngứa là Dung đền tiền cho mọi người luôn. Ren mềm lắm, nó không có bị ngứa. Hoa Thị Tiên, Nữ Phạm, Kim Lý. Còn bao nhiêu xả cho khách hết Kim Lý. Để mọi người có 70.000 một set rồi đó. 180 cái. Mà nay để mới chỉ 69.000 luôn. 70 á. Thúy Quyên còn từng đó thôi đúng không? Này á, ai mà mua được bên của em rồi ráng lấy hai set đi để dành mà mặc. Phương Thảo. Phúc Võ lấy hai set đi nào ngô chip cho chị Quyên, Dung Mai.
Một set bây giờ em lười bán lắm mọi người, phải lỗ lắm luôn rồi. Giờ có một set em lười lắm tại em sắp offline rồi mọi người. 70.000 em lười lắm. Cho Hoài Lê một set. Ai lấy hai set thì cũng để cho khách có đơn rồi thì một set mình chốt cho. Thêm set cho Thúy Quyên. Tại hai set có 140 mà bao nhiêu cái tới 20 cái rồi. Mặc đời nào mới hết mấy bà? Đúng không? Mà nói là mặc đời nào mới hết Thúy Hằng một set. Nói mặc đời nào mới hết nói điêu á. Tại vì mọi người biết sao, quần chip 1-2 tháng thì phải thay lần rồi. Chứ không thể nào có một cái quần chip mà mới chỉ mặc cả năm trời được, đúng không? Hoặc là 5-6 tháng. Tại vì quần chip mà mặc đi mặc lại nó bị viêm phụ khoa á mọi người. Nên hầu như là 10 cái mới chỉ mặc trong vòng tháng mới chỉ thay đổi lại rồi. Khách mới chốt có món này mấy chị chốt hai set, mấy chị ơi một set em không chốt được. Cái khách mẹ chốt mà em không đọc á là có 70.000 em không chốt được, em nghỉ hạn bán luôn rồi đó. Giờ mấy chị không chốt thêm mất công em xả ra nữa. Đổi địa chỉ cho Dung này. Lê Thạch Thảo Dung cũng không chốt được, để vô có set không chốt được, cũng bỏ không chốt được luôn. Rồi ghi giùm em set vest còn một set màu hồng này, set này đẹp lắm luôn á. Mỹ Hòa lên thêm địa chỉ cho Dung. Thêm một set chip với chị Quyên. Tại vì có 140.000 mà tới 20 cái rồi. Mua đi mọi người mất công 70.000 á hả. Tốn tiền phí ship nữa. Còn 70.000 bây giờ Dung ọp luôn rồi, mất công lắm. Chốt rồi để đó Dung đâu ấy là 3 tháng sau Dung mới bán lại. Rồi cái này đi dùm em nha. Set rồi má này, đã không? Rồi xả 120, còn một nâu với lại là một hồng. Khá là cái set vest điểm cho mọi người. Nâu với hồng đẹp ha. Nâu với hồng lấy hai set đi Thạch Thảo ơi, có set 70.000 sao ship. Rồi ghi giùm em nha, nâu với hồng, khá là cái set vest này. Quần siêu đẹp luôn, quần giải dưa, con quần tây với mọi người. Đẹp ha. Đẹp kinh khủng luôn á, quần form baggy á mọi người. Ai lấy thì ghi dùm em nha, set vest 120, cái này là màu hồng. Về được cái quần tây mặc riêng ra nữa. Màu nâu, cái này màu kem á, màu nâu đúng không, màu kem á. Này quần đẹp không. Rồi ai lấy thì ghi dùm em, set đẹp ghê. Set vest, sale 120 luôn, 170 sale 120. Set baby doll em còn một set xanh này. Set kem cho Huyền Thương. Set baby doll đầu la mọi người hỏi em á. Còn một set màu xanh baby doll đằng sau cục nơ á mọi người. Nãy đầu la có một set hồng á. Cái này em xả còn có 140 à. Ở đâu? À đúng rồi, xả còn có 140, em nói sale lỗ luôn á. Còn có set à. Cái pet kem cũng hết rồi. Còn à, pet kem cho chị My rồi hết. Set lại set pet hồng cho chị, lại set hồng đi. Áo này còn có cái 50.000 luôn. Áo này công nhận em xem lỗ ghê luôn mọi người. Áo 50.000, áo này áo hàng cao cấp nha. Áo 50. Cái hồng còn xếp đẹp lắm luôn đấy chị. Nó màu hồng cưng ha. Không phải hồng kia đâu mọi người, hồng này đẹp lắm. 120.000 về cái quần này mấy chị mix với áo trắng hoặc áo màu đen cũng đẹp. Quá áo thun đó, màu trắng với màu đen đó mix vô cũng đẹp. Tại vì đó là phong quần tây, áo hồng với chị Trang. Nó màu hồng cưng ha. Màu hồng em vô sao mọi người nhận hàng vậy. Rồi set nơ Lê Mỹ Hoa lên địa chỉ giúp Dung nha nàng ơi. Cho Dung xin thêm cái địa chỉ nữa nha. Vì nàng là khách mới. Rồi set nơ sale 100.000 luôn. Trời ơi 155.000 đó. Vết hồng địa chỉ Nguyễn Julia. Rồi set nơ màu hồng với set nơ màu xanh. Cái này là em bán chắc phải không dưới 200 set rồi đó. 155.000 đó. Rồi sale còn 100 luôn. Này, quần đẹp chưa? Quần là phong vải tắc ta nhá. Mặc lên là nó phồng tự nhiên và xịn như thế này luôn. Ghi cho em là set nơ kèm màu. Nơ hồng cho thanh tâm. Rồi hết, còn một nơ xanh. Xanh cho chị Kim Lý hết. Hết rồi mấy chị ơi. Nhiều set lắm, ở đây còn phải 300 set đó mọi người, coi từ từ đi, nhiều lắm. Không có sức em like cho mọi người. Nắng ráng cố cố như trời, tiếm này.
Để cả 300 set mà nó còn lẻ lẻ không à. Like nó mới lâu á. Trời ơi, set yếm. Quyên ơi, Quyên lấy set này để Quyên. Set này là hình như là của Quyên đây. Rồi xem với chị 130 luôn. Hai set này là cưng đỉnh lắm luôn á. Bầu mặc thoải mái. Rồi ghi dùm em, bầu tháng thứ 7, thứ 7, 8 là mặc thoải mái luôn. Tại vì đằng sau nó có bon chun với áo yếm nó ăn da được với chị cái bụng á. Rồi ghi dùm em là set đen yếm. Set đen yếm, chị Kim Lý ở đâu vậy chị ơi, chưa có địa chỉ nè. Chị Kim Lý ở đâu á, Bưng Kè hay là ở đâu vậy? Em nhắn tin qua bay đó chị. Hai set chip cho Mỹ Hòa, cái đồ đẹp inbox lấy thì chị. Set yếm cho chị Kim Lý, ok chị Lý nha. Yếm còn set hả? Huyền Nguyễn lên thì chị giúp chung này, chị Huyền Nguyễn đuôi 082 khách mới. Set yếm đen. Cho em thêm cái địa chỉ nha chị Huyền đó. Rồi set bán được cái này đâu ra vậy? Em nhớ là xem hết sạch từ lâu lắm rồi á. Cái này để có hàng bom thôi đâu được trời. Bộ này chị đó. Màu lâm hả? Màu lâm ship cốt với chị ơi. Không có đi ship được xa đó. Bầu gì á, ngồi đằng sau cũng sợ. Giờ ra ngoài đường sợ nhất là mấy đứa sinh năm 2000 đó mọi người, nó chạy xe giống như đi ăn cướp tới nơi á. Mấy đứa đó chạy xe nhiều khi sợ chết oan lắm luôn á. Đồ lại. Đồ cái kia lại ư? Rồi set yếm giùm em nha, yếm nu. Dạ ok, rồi giờ ra đường là sợ nhất mấy đứa mà trẻ trâu á mọi người, nó chạy xe ghê lắm. Rồi má ơi, thấy nó là còn né hơn là thấy ăn cướp á. Nhiều cái chết oan luôn á. Sợ lắm, em bầu vì em toàn sợ chết. Rồi ai lấy cái giùm em, mặc dù là chồng em chở mà em nhìn thấy mấy đứa chạy em sợ lắm. Rồi set yếm 130, còn một set luôn. Set này là hàng mắc lắm luôn á mọi người. Quần nè, đẹp không? Cho em thêm set chip nữa cho chị Huyền. Set chip luôn hả? Còn nó sạch thành xanh luôn. Rồi ghi dùm em nha. Set. Comment giúp em là set nha mọi người. Rồi má ơi, set này hôm bữa dành nhau màu trắng, đánh nhau màu trắng. Rồi giờ còn màu trắng. Trời ơi. Set xanh dùm em nha. Set xanh. À lộn, set trắng. Ghi dùm em là set trắng nhung xả. Cái set này có 130 thôi đó. Set này là hàng xịn luôn nha mọi người nha. 170 á mọi người, set 130. Set này là mọi người ví dụ đi chơi hoặc là mọi người đi biển á, mọi người mặc chụp hình rất là đẹp. Set trắng dùm em. Thế chị cái trắng được không? Trắng dùm em nha. Set trắng. Rồi cái này comment mã này Baby Doll xe 80. Má cái chân vải đẹp, đẹp 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 xịn lắm luôn. 80.000 set baby doll, chấm bài đúng bầu đi mọi người. Rồi ghi dùm em là set đen. Comment giúp em là đen. Rồi nè, áo quần này em tặng với chị luôn. Còn còn đen 3-4 cái, còn mu còn có 2 cái thôi. Cái dán ngực mà hàng này là hàng của Trung nha, không phải hàng của Việt Nam mình đâu. Nên mọi người lưu ý dùm em, hàng Trung là tầm 1 cái baby doll đen cho chị Kim Lý. Hàng của Trung là 270.000 một cái áo ngực này á. Bây giờ em tặng mọi người trên like còn 85.000 đó. Em còn có hai cái màu mu thôi, màu đen được 5 cái. Cái dán ngực này nó có 2-3 loại nha. Thế baby doll đen em hết rồi, còn hả? Cho chị Yến. Cái này là hàng của Trung, cho nên mấy chị lưu ý giùm em, nó có 2-3 loại á, chứ không phải là hàng rẻ đâu. Em sợ mấy chị lộn với hàng Việt Nam mình là 130-140, hàng này tới 200 mấy rồi đó mọi người. Dán ngực siêu nâng ngực, cái này là tái sử dụng lên tới 50 lần rồi nhé, không phải như hàng Việt Nam mình đâu. Dán vô cái nó gặp mồ hôi nó rớt ra đâu mấy chị. Cái này hàng này rất là xịn luôn, nó rất là bám chắc luôn. Xem mấy chị 85.000, ai lấy thì ghi dùm em là dán ngực đen, dán ngực luôn. Đây có cái này đẹp này, dán ngực luôn cho duyên vỏ, xịn lắm luôn đó. Rồi set baby doll, set tiểu thư mặc ở nhà, set 80 luôn. Tiểu thương 80. Cái này nãy quá trời người hỏi còn màu hồng nha. Rồi ghi dùm em nha. Cái này siêu đẹp luôn. Ghi cho em là hồng. Set hồng.
set hồng dùm em. Cái đó set hồng nó có set chứ đúng không? Viên vỏ. Còn cái cam sữa nè, Thảo ơi, Thảo lấy không? Nó cũng như màu hồng luôn á. Nó chỉ ấy tí thôi à. Em lấy set cam sữa thì em chốt nha. Thì chị dồn cho set chip cho em nè. Còn cái cam sữa, nói chung là nó cam sữa nó nhìn bao cưng á. Nè, cưng không? Nói chung là cam sữa với hồng thì nó lệch nhau cái tông màu xíu à. Cái này lấy thì ghi dùm chị là cam sữa. Chị dồn set chip cho em luôn nhá. Lấy thì comment giúp chị là cam sữa hết rồi. Cái này xả không có 80.000 là mất má. Ai lấy ghi dùm em nha. Cam sữa. Rồi set. Trời ơi set này nãy em xả có 100.000 đó. Mà đánh nhau giành nhau này. Set màu cam sale 100. Cái này là hàng chuẩn xịn của Hot Girl luôn á. Bao cưng luôn. Bẹt vai như này nhá. Nhìn cái vải với cái form rồi mấy chị. Cưng không? Sale 100.000. 160 xe 100. Quần là siêu cung, quần bèo á, hai lớp 100, màu cam với màu xanh. Trời ơi, màu xanh này. Cam với xanh, cung ha. Trời ơi, má ơi, mặc lên bao cung luôn. Cam với xanh giùm em. Ai lấy thì giùm em là set. Set cam với set xanh. Chấm này giúp bảo đi. Rồi đầm baby doll xe 100. Trời ơi, đầm 2 giây không mấy chị? Chúng ta cho màu với đi mọi người ơi. Màu nâu với màu xanh rêu. Cái đầm này đầm xịn nha. 155 á, sale còn trăm. Ví dụ em là đầm màu xanh với lại là đầm màu nâu. Xanh với nâu nha mọi người. Ủa sao chấm bài giùm em cái mọi người sao đơ vậy? Chấm bài cái đi em like thêm tí nữa cho mọi người dùng đơn nha. Em thở không nổi luôn mà em cả online. Em bị đơ hả? Rồi ghi dùm em là xanh 2 giây với lại là nâu 2 giây. Xén người nấu. Ê cái xén em nói mấy chị đẹp ơi là đẹp. Em sale còn có 100 nè. Đó xem em nói bữa Tết em bán quá rồi bán á. Này em cho mấy chị coi chất vải. Ôi má nó đẹp không nói tới luôn á. Chị My ơi lấy cái set này này chị My. Nó đẹp lắm luôn á. Theo còn có 100.000, 175. Còn một xay với một kem. Úi dồi ôi luôn. Cái set này là đẹp rụng, rụng trứng luôn. Có bao nhiêu trứng trong người rụng hết luôn. Nè đẹp lắm. Đóng thùng nha. Chuẩn của nó đóng khung á mọi người, dây kéo một bên hông. Đẹp chưa? Đó, cái form này là form không nhăn nha mọi người. À, vải không nhăn. Màu kem với màu xanh 170 á, 165, sale còn một. Sale bà trên like còn 100.000. Đúng là nút gỗ luôn. Vải đẹp lắm mọi người, cái bo ở đằng sau nó cũng đẹp nữa. Không đẹp không? Xanh với lại là kem. Cho chị quần xanh với kem giùm em nhá. Ai lấy xanh với đi xanh nha, lấy kem đi kìa. Xe nó đẹp lắm. Rồi quần này em tặng với chị 70 luôn. Quần quần lê á, mà quần lê hàng xỉ 160 á. Xe với bà trên la còn là 70. Ủa cái xe nó đẹp mà sao mai lấy ta. Còn má ơi, từ cái xe đẹp thì lại không ai màng tới. Xe nó vải với lại form đẹp lắm luôn đó. Sao những cái xe đẹp em xem thì mấy chị không lấy nhở? Thật em không phải nói điêu nhưng mới chị lấy đâu. Xét đó mặc lên con đẹp lắm luôn á. Rồi quần loe 70 sọc đen. Cái này xem tặng á. Loe sọc đen 70 về mít với cái gì? Xét đó dưới 57 kg vàng đẹp. Tại hôm bữa em 58 kg bầu á, 59 kg bầu em vẫn mặc vừa. Tôi thấy những cái xét đẹp ô là đẹp em vui với chị lấy, với chị không lấy hay là không giống của em. Rồi quần 70. Còn cái sọc vàng nữa này. Ai lấy giùm em quần 70 nhá. Ai lấy comment giúp em là quần 70 cũ. Xếp nu chị Thạch Thảo bỏ xếp tiếp mẹ luôn. Xếp tiếp rồi hả? Ghi thiếu xếp tiếp giùm chị đi. Tí nữa ai không nghe máy bộ đi. Mà chắc chắn là còn xếp tiếp. Lạc ở đâu thôi mà ảnh dụng.
còn 1-2 set là kiểu gì cũng có. Rồi ví dụ em áo len, áo len này là hàng 170, sale 70 luôn. Áo len này là len hàng tao bao nhá, len này mấy chị chứ không phải là gân đâu, len 70. Rồi đùi dùm em, áo len cho Thanh Tâm, set đùi theo 70 luôn, má luôn. À đây, tụi em lộn, ngố chứ, ngố. Set 70 là set gì? Đang cầm hả? Thấy không? Cái này ngố 80, em nói lộn mấy chị, tưởng em tưởng đùi gì xe cho mấy bà là 70, cái này ngố, ngố 80. Đây mới là đùi này, đùi 70. Đùi này đùi theo 120 á, theo 70 luôn. Đùi màu hồng, cái đùi này xịn lắm luôn á, đùi màu hồng với lại là đùi màu cam. Rồi mọi người nhìn cái con gấu là mọi người ghiền luôn á, này, gấu theo luôn. Nó màu cam cũng không, cam với hồng. Cam với hồng nha. Cái này dạng như là quần váy á, mặc thoải mái á. Mặc ở nhà, mặc đi chơi cũng đẹp. Đùi cam kêu chị Phương Thảo. Có không? Rồi còn một xanh với một hồng. Còn hồng thì Quyên hết rồi, Quyên ơi. Còn một xanh thôi. Còn một xanh. Hết rồi cái bà, còn một xanh à. Còn nhiều set lắm, đợi xíu đi trời ơi. Còn bạn ngàn đằng sau nữa kìa. Còn một xanh với bà ơi. Xanh luôn đi chị Quyên. Rồi set cao cấp luôn. Hết rồi Quyên ơi. Sao lỗ, chốt cho Quyên rồi á. Rồi mấy cái set đằng sau rồi lại. Rồi cái này đi giùm em nhá nè. Cái này set dài mà em sale 100 luôn. Set này là 170 á mọi người. Quần suông cao cấp kèm với áo. Màu trắng với màu xanh. Lộn, màu trắng với màu đen. Em bị ngáo ngáo rồi mấy chị ơi. Trắng với đen. Cái này 170 nha. Hàng của anh đâu á mọi người. Suông nha, quần suông siêu xịn luôn. Xếp xuống cho những cái màu luôn mấy bà ơi. Đen với trắng. Đen với trắng á mọi người. Trắng cho Thúy Quyên. Quyên tí nhớ cọc nha. Từng tí nữa gọi hỏi với em là chị Dung không biết kêu ai luôn á. Dung thương mấy chị. Mà mấy chị không có thương Dung là chết á. Thương bầu mấy đừng có hỏi với em nha mấy bà. Tí nữa mà gặp mấy bà chút nhiều nhiều mấy bà hỏi với em chắc. Thôi ngậm đắng nuốt cay luôn á. Rồi ghi dùm em nha, em còn một đen một trắng á. Rồi set mặt cười siêu cấp. Quyên ơi, Quyên đang bầu mặc cái set này. Quyên cũng mặc, Quyên cũng để một set lên mặt. Á ôi, set mặt cười xả 180, cái này là set siêu cấp nha mọi người. Này mấy chị đi nhập xỉ không bao giờ nhập dưới 2x luôn á. Nè. Set xuông 180, cái này là nhìn cái mặt là mọi người biết thằng mắt rồi. Cái này đẹp lắm, còn có set à. Này nhìn cái mặt cười đã không? Trời ơi, cái này mà mấy bà bầu mặc cũng tung lắm luôn á. Nè, quần đã không? Rồi ghi dùm em 180. Còn có set duy nhất. Set lê 180 lúc bầu. Lê 180. Ghi cho em là lê cái nó gì? Đầm hả? Đầm là áo. Áo này bị dơ rồi. Áo này bị dơ rồi. Tôi set đấu lê đi. Mặt cười đó còn có xét. Rồi gấu dùm em, gấu loe đen luôn. Gấu loe đen luôn. Cái này trăm mấy em? 170. Nè, đẹp chưa? Gấu loe đen 170 với gấu loe trắng 170. Chấm bài lúc đầu đi mọi người. Loe trắng 170. Em đưa cái đầm trong kia đi. Đầm thiết kế. Màu vàng với màu đen đó. Rồi ghi dùm em nha. Quần loe màu đen đó mọi người. Chấm bài cái bầu đó chứ mọi người ơi. Đây 170, 2 set đen với trắng luôn. Đó. Rồi đầm này nha. Đầm này là 185.000. Em tặng mọi người 80 luôn. Đầm đi tiệc á, đầm hàng thiết kế á. Mọi người ơi, cho Dung xin dấu chấm với mọi người nè. Đầm đi tiệc á mọi người. Xịn sò không à, 80.000 mua để dành nào mà ví dụ đi đám cưới hoặc là đi tiệc tùng mọi người mua. Mua để dành. Đó. Đằng sau là dây kéo nha mọi người nhá. Màu đen khá là 80.000 rồi mua được cái đầm đi tiệc. Xịn sò không. Vải này thì mọi người biết rồi. Không cần nói. Đó.
form đen như vậy luôn nha. Hai dây có mút ngực, đằng sau có dây kéo, form qua gối 80.000 luôn nha. Màu trắng, màu đen với màu vàng. Anh này dính bông hàng. Rồi ghi giùm em nhá, màu trắng đẹp chưa? Có mút ngực mấy chị, mặc sang lắm. Hai lấy thì ghi giùm em màu nhá. Giùm em là màu. Được giá xong thì em vừa đưa ra. Cho những cái bọc trước. Cơ là màu trắng. Cho những cái bọc trước này. Cái sơ mi xịn cỡ này rồi mấy chị. Đó. Xe cho có 100.000 thôi. Chuẩn hàng loại 1. Cái này hàng của tao bao 100%. Quần áo ở cái vải sơ mi thì khô luôn mấy chị. Má ơi mấy chị nhìn cái ống tay sơ mi này. Sang không? 185 xe còn trăm. Quần áo nó đẹp. Đẹp tinh thần dữ vậy trời. Nè, cái sơ mi hàng xịn nha. Sơ mi 100, sơ mi trắng. Nó phối bên này á mọi người. Nó hot là hot mấy cái dạng phối len này. Rồi ghi giùm em nha, sơ mi trắng 100.000. Má kiếm ra đâu cái sơ mi trắng xịn như thế này có 100.000 bạc. Nhiều người kêu là mua đồ của em Dung là không biết. Mốt Dung đẻ không biết kiếm đâu mua đồ luôn á. Tại vì có những cái nó rẻ mà nó xịn không tự tưởng được luôn mọi người. Cái xanh xeo á, xếp loe màu gì chị Kim Lý, sơ mi trắng. Xếp loe màu gì chị mua ơi. Xếp loe loại nào á chị? Em còn ba cái sơ mi á, bạn nào lấy đi giùm em. Này xếp vỏ lý kim ngân này. Hot trend cực kỳ luôn. Xếp vỏ lý kim ngân nó mới vàng. Cái quần đắc ta xịn như thế này. Đó. À, xe này ai nhận hàng cũng bê mệt, cũng 170, xe 130. Màu trắng, màu nu với màu đen. Xe này là xe chuẩn form luôn nhá. Dưới 55kg mới mặc được nha. Xe này là nè, cái áo nó vẫy mọi người. Cái tay này, đẹp không? Rồi, cái quần thì khỏi bàn luôn. Xe này là mấy chị mua đừng có mặc đi đâu để dành. Ví dụ đi tiệc hoặc là đi đám cưới, hoặc đi đâu mặc sang. Coi 130.000 thôi. Vải này là thôi ngất ngây luôn, màu đen sang chưa? Màu đen, màu nu với màu đỏ, đỏ đôi mấy chị. Xe có 130 thôi. Này, đỏ này. Đỏ này dạng đỏ đẹp lắm, đỏ để đi tiệc luôn á. Đẹp chưa? Đỏ hồng á nha. 130.000, siêu rẻ luôn. Ai lấy thì em Quyên ơi, Quyên còn coi đây không? Đưa cho cái đầm này cho Quyên coi, đầm này đẹp lắm. Còn coi đây không? Nhu Nguyễn hỏi xếp lê nào? Tôi xếp kia lại chị đi. Thì Nhu Nguyễn hỏi xếp lê nào á, để em còn biết. Hỏi xếp lê nào để em còn biết, em dơ cho con. Rồi lê hồng còn một xếp. Lê hồng nha mọi người nhá. Xếp cho lê hồng á, 100 mấy ra. 170 hả? Lê hồng nha mọi người. Lê hồng 170. Này bạn nào hỏi xếp lê hồng này nè. Trời. Xếp lê thì nó phải là áo thun quần dài. Vậy chị hỏi áo thun quần dài á chị thì làm sao để biết được. Xếp lê thì tất nhiên nó phải là áo thun quần dài rồi. Nhưng mà cái màu gì với kiểu gì. Nhiều bà còn comment đây chị ơi. Còn xếp ngố đùi nữa không. Lại với bà luôn á. Đầm với cơn xanh 100 là đầm nào ta. Baby đông xanh 100. Trời qua mẫu nhưng mà không nhớ mẫu nào luôn á. Qua nhiều mẫu. Ê đơn chỉ xếp dưới tay em đi. Đó, đơn chỉ xếp rồi. Không nhớ. Lê 170. Bà hỏi nhiều cái. Body xanh 100 dạ em còn. Body xanh 100 em còn. Xếp bơ đúng không? Xếp bơ đúng không? Nè, xếp đùi đỉnh chưa? Xe 70. Xếp dài xuông, xuông thì dung hết rồi, còn loe có mấy cái à. 70.000 mà nguyên cả con vịt này đã là. Nè, cái này là bọn em mua không đã là 35.000 một con mặt con vịt như thế này để vô may á. Xanh biển hả? Không nhớ nữa chị ơi, qua mẫu lâu quá nên không nhớ nữa. Ê, cái hồng đó kìa, cái mặt hồng mà theo á. Ừ, bà nào chốt xếp màu hồng á, khuyên á. Oh.
đưa đây chị, 4 người chốt một phòng rồi, chốt được có 2 người. Xếp đùi giùm em nha, đùi 70 rồi nó đẹp, đùi 70 xanh với hồng quần đùi rồi mấy chị, cái này là con vịt, nguyên con vịt nha. Rồi ai lấy giùm em đùi màu hồng với màu xanh cổ tinh luôn, áo là áo thun phong trọng mọi người, dễ thương ha, đùi hồng với đùi xanh nè. Cái set hồng này quá trời người chốt luôn nha, mà em còn dư lại set đùi á. Nè, em kêu với chị là bà nào hết hồng rồi á, còn set hồng em mấy người chốt em không nhớ được, xếp lại mọi người, ai lấy chốt thì chốt thêm nha. Ai lấy thì ghi giùm em set hồng chị Kim Lý, đây chị đầm cái video đầm đẹp vai, đầm này mặc siêu xinh luôn, mình là mặc siêu đẹp luôn đó mọi người, hàng hãng luôn. Rồi đầm bẹt vai xem mấy bà 100.000. Rồi cái đầm này là siêu đẹp luôn mấy chị, vui lắm luôn á, cái này hàng hãng nha, 185 của em, xe 100 đi cho em là đầm 100, cho chị cái chân vải dục ly cho đi. Rồi set cao cấp cái sơ mi này, nhìn cái sơ mi nhìn em đó, nhìn cái chân váy nữa, còn đậm hết rồi bà ơi. Rồi nè, xếp chân váy hàng loại 1 nha, rồi cái này xe 102 luôn. Có cái đầm kia đẹp kìa, mà nãy giờ hỏi bà có còn coi like không, dơ cho bà coi mà chưa thấy trả lời. Nè, đưa chị cái đầm học hình kia đi, xếp rồi bà nhìn cái chân váy với chị đẹp ha, xe 102. Trời ơi, mình lấy anh chị đi, mình cúi nữa, đứng không ngồi luôn. Nè, cái đầm này đẹp lắm luôn á, mặc là siêu cưng luôn, có 140.000. Cái này là vải đúng của nó nhập luôn á, màu xanh với màu hồng. Trời ơi, tôi để cái hai màu tôi mặc luôn á. Em mua của Hot Girl 295.000, ship về nữa 45.000 ở ngoài Hà Nội á. Sau hôm sau em săn được, trời ơi, cái đầm đúng thì có túi luôn hai bên nha. Cái này đẹp lắm, cái đầm bị lắm luôn đó mọi người. Đầm này nó đang hot lắm luôn á, mấy cái hàng tao bao nó toàn là hình dạng như thế này mọi người, mặc lên nó cực lắm. Rồi xem mấy bà nha, cái này là xanh, cái này là hồng 140. Thì xem là xanh với hồng 140. Rồi chân váy dập ly xe còn 95.000, xe S. S dưới 53kg hoang vừa, tại vì nó là chung đó mọi người. Chân váy hàng loại 1, chân váy là 180, xe còn 95. Chân váy em còn xe S nhưng mà cái đó là gì ạ? 95 cho Quyên, chân váy đẹp ha, trên váy gọi là trên váy siêu vip luôn á. Nè mọi người, cái dập ly của nó không bao đẹp luôn. Rồi trên váy thì em cái này là form của nó là siêu đỉnh luôn đó. Mọi người có quần trong nha, trên váy này phải có quần trong, không có quần trong thì sao mặc được. Rồi quần da, quần da hả á, rồi sale 75 luôn, quần da này là 215.000, sale 75 luôn, quần da cao cấp đó mọi người. Nó giống như là cái quần thần thánh nhất, nhưng mà chất liệu của nó bằng da. Ghi giùm em nha, quần da giùm em, biết cái áo đu xì hãng này. Trời ơi, cái áo hãng này mấy chị, áo hãng này xe khoảng có 100.000 thôi, đẹp chưa. Quần da 75 như chị Trinh Hiền Nguyễn, còn là 3 cái. Quần da này là 200 mấy, phải lên đời mít với cái quần này, đỉnh chưa. Trời ơi, chết người chết người chết người. Minh Nhị quần da, áo này sale 100, áo hãng loại 1 nha mọi người nha. Áo cho Minh Nhị, Nhi Mai quần da, áo cho Hoa Thủy Tiên. Rồi hết áo, hết rồi mấy
ra thôi, hết luôn, hết rồi, hết áo rồi đi. Đưa đi chị cái áo kia đi. Chị biết cái áo phụ hãng luôn, cũng xe trăm luôn. Trời ơi, chắc chết. Cái này ghi dùm em là áo phụ nha. Đó, trời ơi, chị chưa. Má em mà không có bầu là thiệt đó mọi người. Tới công chuyện với sếp này cho em. Lấy chị gì ba? Lấy chị da. Lấy gì ba? Lấy xe da lấy gì? Xe da lấy gì ba? Minh Nhỉ comment gì không hiểu. Quần da hả? Minh Nhỉ có quần da chưa? Coi đi, có quần da chưa? Có rồi mà. Quần da có rồi, có rồi đúng không? Cái này ghi cho em là áo hủ trắng. Đó, nhìn với cái quần da. Đẹp lắm ngây luôn. Rồi ghi giùm em nha. Rồi quần legging sale 79 size S, S gì em? S với XL. Quần legging, cái này là quần này mắc hơn cái quần mà em còn bán quần legging đó. Mà cái quần này em còn short form, cũng có hai cái S thôi với XL thôi. Áo hụt trắng cho Hoa Thủy Tiên với chị Trinh Nguyễn. Áo hụt còn cái đen rồi mấy chị. Áo hụt này là hàng hãng nha, phải hàng rẻ đâu. Còn một cái đen với hai cái trắng. Áo hụt á mọi người biết cái quần da siêu đẹp. Chị Trang ơi em xin cái màu. Áo hụt ra ai rồi vậy? Áo hụt này 185 lận, cái này hàng hãng lắm mấy chị. Mới ra Hoa Thủy Tiên thôi à. Nguyễn Trang lấy màu gì á chị? Trắng với đen. Sale rẻ. Nè quần legging sale 79.000. S với XL thôi. Cái quần legging này là siêu xịn luôn. Ai mà bó bụng á, mọi người mặc cái này là nó niền cái bụng giống như là cái sit eo luôn á. Quần này nó đang hot á, logo của nó. Áo hụt trắng chị Nguyễn Trang. Hôm nay em đi đơn luôn mấy chị. Chúc phúc nghỉ nha. Áo hộ trắng chị Phương Thảo. Em còn có hai trắng thôi. Rồi quần legging dùm em 79.000 luôn. Rồi set ngố 80 màu hồng. Ngố 80 màu hồng. Ngố 80 màu hồng. Phải có xem hình như là set màu xanh hay sao. Ngố cái này là thêu luôn nha mọi người. Nguyên một cái cục này là thêu luôn. Ngố dùm em. Quần da còn cái mới lấy hả? Trời, quần da đẹp xỉu con 200 mấy rồi đó. Còn có cái cuối cùng thôi đó. Quần da. Khi em đọc quần da. Chị với chị trên like còn 75. Quần da 75. Chị hết set xuống em thôi, không còn. Còn thì chỉ lên chứ không còn sao lên. Rồi set này em xem. Cái này em sale còn 100.000 luôn. Khá hơn, cái này 170. Chân váy đuôi cá. Rồi sọc đen luôn. Này mọi nhìn cái form chân váy đẹp chưa. Set. Set chân váy sale 100. Ghi cho em là set chân váy 100. 100.000. 50kg vừa không. 50kg chỉ lấy size XL đi. Đấy nó, cái quần legging nó chỉ lấy size XL đi. 50kg không mặc size S. Size XL đi, tại vì XL nó cũng form nhỏ lắm chị. Cái form quần này là form nhỏ lắm. Size S là chắc phải tầm 45kg đổ lại. Rồi set giùm em nha. Giùm em giúp em là set. Vest em còn, ấy set này em còn một set màu đen nè. Set sơ mi á, cộng với chân váy đen á. Size 130. Đẹp chưa, cái chân váy đẹp chưa mọi người. Set chân váy 130.000. Áo này là áo chuẩn form hàng xịn luôn đó mọi người. Đó, kèm với này siêu đẹp. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Set chân váy. Cái này là em tặng mọi người trên live luôn. Quần này em còn 3 size SML. Quần này là 115.000. Em tặng mọi người 65.000 luôn. SML quần cao cấp ấy nha. Này. Quần này form còn đẹp hơn mấy cái quần jean mà em bán 600-700 luôn đó. Quần này siêu đẹp, 65.000 SML.
đủ size nha mọi người nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Đằng sau có dây kéo. Quần này siêu xịn. S, M và L giùm em. Ai lấy quần thì ghi giùm em là quần kèm size. Em thấy sơ mi trắng rồi đấy chị. Sơ mi trắng. Còn ai coi like không mọi người ơi? Còn cái này là gì ta? Cái gì cái gì? Như là cái đầm xoắn hay sao? Và cái đầm xoắn siêu đẹp. Áo sơ mi cao cấp, em sale khoảng 100 thôi. Áo sơ mi cao cấp em còn sale 100.000. Áo nó sót lại. Áo này đỉnh lắm luôn. Ai mà có chân váy chụp ly lúc nãy rồi là mua áo này liền cho em. Theo còn chăng. Áo này là siêu xinh luôn đó mọi người. Nhập 120. Lấy thì quần đen 65. Size gì chị ơi? Áo sơ mi á. Này mày mọi người cột cái nơ vô giùm em nha. Sơ mi. Nè cái đầm xoắn ngực này mấy chị đưa một cái đi. Nè đầm xoắn ngực. Cái đầm này là siêu đỉnh luôn. Quần thì phải kèm size vậy không? Đầm xoắn xoắn eo chứ lộn. Đầm xoắn eo xe 100.000 luôn. Cái đầm này hàng loại 1 đó mọi người. Màu nu, màu đen với màu xanh. Đầm xoắn ngực á. Còn set ngố áo trắng hết rồi chị ơi. Cái này là màu đen. Màu đen. Phải lấy chị set sọc đi. Màu trắng. Màu trắng. Nét in XL chị mini. Còn nét in dài. Đẹp chưa? Khá hơn. Cái đầm này mọi người mặc đi tiệc rất là sang. Tại vì nó xoắn xoắn eo á mọi người. Mặc rất là đẹp luôn. Sơ mi trắng cho chị Xuân Thảo. Đấy, đấy chưa còn hai tay đó. Đấy đó. Rồi ghi giùm em đầm nhá. Và màu rainbow. Đầm trắng cho em nhỏ lượng hát. Cái đầm này đẹp ghê luôn rồi. Dưới 60kg mang vừa mấy chị. Nhưng mà cái đầm này nó đẹp lắm. Em nói thật luôn á. Em thề với mấy chị luôn. Cái đầm này mặc lên nó rất là đẹp luôn. Sơ mi trắng nó vừa em ơi. Bơi cho quên. Hết chưa? Rồi còn một nu với lại trắng với lại là đen nhá. Cái đầm đẹp thế. Quần size M, quần gì? Quần 65 hả em hay là quần nào? Quần 65 size M đúng không? Nhỏ lượng này. Bơ nâu tây với đen, thêm đen với nâu tây. Thích nâu tây luôn đúng không? Tôi đi một cái trắng. Còn một trắng một đen. Rồi còn một trắng một đen. Cái đầm này đẹp lắm luôn đó. Thề. Đẹp kinh khủng luôn. Cái màu trắng này sang ha. Cái màu trắng sang quá. Trắng với đen đều sang. Rồi set. Set này nãy xả bao nhiêu rất là nhớ không? Cái này là set siêu cốc của nhà em. Cái này là không nói tới độ xịn luôn đó mọi người. Bao nhiêu? Hết đầm nu rồi Trang ơi. Còn xa, trắng với đen thôi. 175. Set 175 giùm em. Áo là set đẹp lắm luôn đó mọi người. Đầm sánh em dung sale có 100 à. Còn trắng đen thôi. Này mọi người nhìn cái, trời ơi, nhìn cái quần đi mọi người, xịn sò không? Cái này là siêu VIP luôn á. Màu bơ với lại màu xanh với màu vàng. À, cái áo này về đã phê rồi. Đầm đen cho Trần Huyền Trang. Đầm nó có 100.000. Xem một sơ đổi. Rồi set 175 giùm em, set hãng nha, màu hồng này. Rồi mua cái set này là đúng đáng giá đồng tiền bát gạo luôn á. Xịt kinh khủng. Set sọc kèm màu giúp em được đấy. Set sọc kèm màu. Màu này là màu hồng. Màu hồng. Mua để dành đi du lịch mà mặc. Đi chơi mặc cũng đẹp. Rồi cái này ghi cho em là màu màu xanh. Đó, màu xanh. Vải đã ha. Và màu vàng. Vải siêu VIP luôn. Nó nặng kinh khủng luôn mọi người.
ai lấy màu nào thì chốt giùm em nhá. Mèo. Rồi em vào đi chị xếp này đi. Đúng bài đúng vui đi mọi người ơi. Rồi xếp. Cái này này xài bao nhiêu ta? 160 hả? 160 hả? 160 không chịu. Ừ. Rồi ghi giùm em nha. Xếp. Lấy lấy giùm chị. Xếp 160. Đúng bài giúp bầu đi nè. Không. Hả ơi. Cái quần này. Xếp 160 ghi cho em là mã 160 đi. Màu đen với màu trắng. Đen với trắng 160. Nhìn cái mạc là biết chị biết hàng loại mấy rồi. Không cần em nói nữa. 160 kèm màu. Chấm bài giúp bầu cái đi mọi người. Còn ai coi không? Còn ai coi không nì? Rồi comment giúp em là màu 160 kèm màu giúp bầu nha. Còn ai coi coi không? Để bầu like thêm rồi không là bộ ổn. Nghỉ ngơi mọi người. 4 tiếng đồng hồ rồi. Nó tạch đến nơi rồi. Cho chị cái đầm baby don bỏ trên cục sạc nha. Đưa cục sạc lại đây luôn. Bên này hết pin. Ráng 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 cho mấy chị thêm ít mẫu nữa rồi. Cho mấy chị đi đơn hết luôn. Nè. Cho mấy chị những cái bọc trước khi chốt hàng 180.000. Thấy không? Là giá lẻ em bán thì giá em lấy vô đâu. Xe mấy chị 100.000 luôn. Đúng ra rồi. Ờ đúng ra đi. Nè. Thầy mới làm 100 luôn, baby doll màu hồng với màu xanh. Cái này hàng tao bao mọi người. Hồng với xanh thì đem baby doll. Trời ơi, biết chưa. Baby doll màu hồng với màu xanh. Hai ống tay phồng như vậy. Xét cái ống này em thích lại trước. Có rồi nha Ngân ơi. Có rồi nha. Rồi ghi giùm em nha. Rồi xinh chưa. Hay là mạc. Rồi ghi giùm em là xanh với hồng baby doll đó mọi người. Nó màu hồng cưng chưa mọi người ơi, nhìn cái màu hồng này. Đằng sau là không có hở gì đâu mấy chị nha. Nó phục nơi nhưng mà nó hở lưng đâu. Cưng ha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em vào. Comment giúp em là mèo. Mèo giùm em nha. Ai lấy mèo nào thì giúp em mèo của. Còn ai coi nó không biết bà ơi. Rồi xếp. Xếp 2 giây. Xếp 2 giây. Xếp 2 giây xe chăm luôn. Quần bí á. Kèm áo 2 giây rồi xếp này là siêu phẩm á mọi người. Xếp này 170 á. Xe 100.000 luôn. Cái này bầu mặt bao cưng luôn á. Xe còn chăm. Quần bí nha, 2 lớp á. Xếp này cưng dưới đây. Rồi ghi giùm em nha. Thôi chắc ổn mọi người không? Em hỏng không ai trả lời hết thì chắc mọi người hết cuốn đai rồi đúng không? Cái gì vậy? Đầm hả? Nè còn hai cái đầm đầu lai. Ta cho hai cái ổn đi mọi người. Còn bao nhiêu thì em đóng luôn. Em lấy cái cục bom này tí này em gửi ra được cục luôn. Đừng lao quá. Đừng nào cũng bị rồi. Rồi ghi giùm em nha mọi người. Mã này đầm trắng hồi nãy em xả đầu lai còn 100.000 á. Còn trắng với lại là xanh rêu. Xếp rồi rồi chị xe có 100.000 à. Xếp 2 giây đó, đúng không? Rồi ghi giùm em nha. Trời 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 mã. Làm xong rồi xếp mã làm như kiểu là. Rồi ghi giùm em nha. 100.000 đồng á mọi người. Rồi mê giúp em. Trắng với xanh nhé. Ai đấy ghi giùm em. Cho chị xếp 2 giây rồi. Xong rê cho chị Huyền nữa. Rồi ghi giùm em là màu nu. Màu nu quá mọi người. Còn nhiều hàng lắm luôn á. Mà em không like nổi được nữa. Mệt lắm. Đầm xanh hết rồi hả? Đầm xanh cho Nguyễn Thi. Còn một hồng với một kem á. Cái này là chị cũng bán tới 170 rồi đó. Mà sale còn có 100.000 sale tặng á. Rồi coi lại mấy cái like trước là biết em bán 170 rồi đó. Xinh ơi là xinh luôn. Màu hồng với màu kem. Quần bí á, hàng này siêu xịt luôn. Còn hai set.
Trang lấy màu nào thì cũng lên màu, nó có 100.000 quốc hai set để dành vào mặt. Cái set này nó đẹp lắm luôn á. Nó còn một cái đầm trắng này. Các mọi người không lấy thêm màu trắng đi tiệp sang kem cho thơm. Màu trắng đi tiệp sang lắm. Cái đầm này á, sang lắm luôn đó mọi người. Lấy thêm màu trắng mua để dành đi tiệp. Đi đâu cũng sang hết đó mọi người, không phải đi tiệp đâu. Đi ăn đi uống cũng sang. Để em khui cái bom bự này nó có cái gì chẳng như chị. Rồi bốc cho hai lớp luôn. Chỉ để tối lai để mà con chồng em chịu. Rồi xét mình đông như thì đánh luôn. Bạn nào cần lấy lô về bán mọi người inbox em nhé. Em còn tầm 300-400 cái nữa. Rồi set cái này bị bom ấy, để mọi người chăm nhá, 170 á, để mọi người chăm. Set quần lê ấy mọi người. Xe cho mọi người 100 luôn, cái này trong bom á, có set à. Set lê 100. Ghi cho em là lê 100. Lê 100. Trời ơi, bà Tuyền giờ bà mới xuất hiện thì cắt like mất rồi, bà ơi là bà. Chán và ghê á. Trời ơi má ơi. Đi đẹp không? Xịn ha. Giờ mới quên like 4 tiếng đồng hồ rồi. Áo khoác xem mới chỉ 80 khách thôi á. Áo khoác xịn ghê luôn á. Xịn ơi là xịn luôn, chứ không phải xịn vừa đâu. Rồi ghi giùm em nha. Áo khoác má ơi 80.000 cái áo khoác này. Má nó xịn tới cái gì luôn á mấy chị. Dày ơi là dày luôn. Áo khoác 100. Em không ai lấy cái áo khoác này để nào bầu mặt. Bầu không mặt. Khoác thì Tuyền nó rất đẹp. Hết rồi mấy chị. Có cái quần xanh sale 75.000 còn cái trong bom á. Quần xanh 100. Gì ta. Tuyền ơi có cái set lê này đẹp lắm này. Đợi chị xíu còn có set à. Quần 75 đầm baby doll trắng. Đầm baby doll đầm gì? Đầm đó là đầm không phải baby doll đâu. Đầm đó 100.000. Rồi quần 75.000. Giờ 75.000 sao chị đi hàng kia thôi. Đây chị biết quần là đầm hết. Đầm này không phải baby doll. Đầm này là đầm thiết kế gọi là đầm baby doll. Quần xanh cho chị Phương Thảo. Giờ có một cái baby doll đâu này. Đầm đẹp lắm. Có cái nè, cái set len chỉ còn cái nè Tuyền á ơi. À, cái set len này đẹp lắm luôn đúng mọi người. Còn sale còn có 180 hết rồi. Còn đúng một set duy nhất. Cái này là siêu siêu của xịt luôn. Ghi cho em là set. Á ơi, cái áo thôi mấy chị, cái áo này về mấy chị có quần múa tối vô. Cái này là set hãng siêu cấp á. 275 sale còn có 180. Xinh nha, quần loe. Ghi cho em là set. Còn có set cuối cùng. Ghi cho em là set thì men nha. Men cho em là set. Trời ơi set. Đây lại là set gấu màu trắng. Set gấu màu trắng cũng là set loe luôn. Rồi nãy giờ tới tắt cho mọi người nhảy lên sao vậy. Set loe màu trắng. Set loe quần đen luôn nha. Thấy mọi người nhìn cái form hãng quần xịn không. Nè 108 luôn. Áo cái này đẹp sắc luôn á. Đổ thêm. Khi dùng em là set loe. Quần này về được lời, cái quần là mặc với áo gì cũng đẹp. Đây cho Tuyền. Còn cái này còn set hồng đúng không? Cái này còn một hồng nữa. Cái này còn một hồng nữa. Còn một set hồng nữa. Vải đã lắm luôn á. Ồ tiền nào của đó mấy chị ơi. Còn cái set lên là mê luôn á. Này còn một hồng nữa nha. Một hồng với một trắng. Lấy màu trắng đi mọi người. Còn set trắng. Trắng còn có set thôi. Ai lấy trắng thì đi dùm em là trắng. Áo hãng này. Áo hãng này là 185.000 một áo á. Mà em sale còn có 100 thôi. Trời ơi, hai cái bà
tôi đi nhắn tin bây giờ mới on thì cua rồi. Hết rồi, chị nghỉ like luôn rồi. Rồi ghi giùm em nha. Loe đen cho Nguyễn Thu. Loe đen là trắng. Nhà trắng là em đây, đây lấy đây đi. Hết rồi mà. Rồi áo hãng giùm em sale 100.000. Áo hãng sale 100. Áo này 185 á. Áo này là áo hãng xịt cho mọi người. Mẹ em khuyên mọi người lấy cái về mặc thử đi. Áo hãng này rất là xịt luôn. Áo hãng 100.000. Nhìn chung là áo hãng 100. Men nhìn chung là áo hãng. Sáng còn xếp gì đâu? Xếp đùi nữa chứ, xếp đùi nãy. Nãy thì chút xuống thôi rồi. Áo đen, áo hộ trắng với chị Huyền. Trắng cho Thanh Tâm. Còn cái đen cho Nhỏ Lục. Rồi cái này em sale 160 á. Cái này là đẹp ơi là đẹp luôn. Đỉnh chưa? Set này là chuẩn của hàng Hot Girl đang bán luôn như mấy chị nhé, 270 luôn á. Rồi sale 160, màu đen với màu trắng. Cái này là em nói mọi người cầm cái set này về mọi người mê luôn á. Này. Không đẹp em phối gấp 10 lần tiền, 10-20 lần luôn. Này cái phong quần đẹp không? Mà cưng nữa chứ mọi người mix với mấy cái nón á. Mấy cái nón mấy chị mà mix mấy cái nón vành của em á, hoặc là nón kép á. Bao dễ thương luôn, thiệt, bao cưng. Set gấu có hai màu á, Quyền ơi. À, cái này đẹp lắm luôn á. Nhi Nhi lấy cái nón vành á. Nón vành mà có màu ngu với màu đen á Nhi. Cái Quyền màu ngu với màu đen á. Lấy màu nào vậy Quyền ơi, cái set này đẹp. Đây phối mấy cái nón vành thì đẹp lắm luôn đó mọi người. Gấu trắng cho chị Nhung Tây. Trời ơi, về phối với cái nón này cho em. Đẹp không? Trời ơi, má ơi, mất ngây luôn. Dễ thương ha. Gấu tiền lấy màu gì á? Vẹn ơi. Đen thì phối với màu đen. Nón này Nhung đang xả. Xả của 130. Hay 250 cho con ba, tại vì nó này nó hãng á mọi người. Cưng không? Màu đen phối với màu đen đẹp ha. Tuyền ơi, lấy màu gì Tuyền ơi? Tuyền ơi. Đó, về phối cưng không? Đi chơi nhẹ nhàng. Để cho Tuyền màu trắng thì nó đẹp. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đẹp ha. Nón sale khoảng 130. Mấy cái nón này nó xịn lắm mọi người. Phối nhẹ nhàng nhưng mà rất là đẹp. Ai lấy gấu 165 thôi đó mấy chị, rẻ không? Vải là siêu VIP luôn. Ai lấy đi giùm em nhá, 165 kèm mèo. 165 kèm mèo giùm em đi mấy chị ơi, mấy chị à. Đưa chị cái cục con áo sơ mi nữa đi. Giờ là chị đẻ luôn rồi đó. Đó đó, cái cuối cùng còn nữa. Một mấy chị mua đồ là phải đợi em đẻ xong nha. Rồi set này em xả mọi người 100.000 luôn, 170 á. Xe mọi người 100. Set suông 100. Đó, ai đấy suông đi, dùng là suông 100. Này em xả tặng mấy chị á, 170 á, xe còn 100. Ghi dùm em là set 100. Ghi dùm em là set 100. Thì đưa chị cùng ngũ hồng chị tặng cho khách. Cái áo hot đi làm xịn. Quần này ai có đơn rồi em tặng mọi người 40.000 luôn nhá. Quần này quần xịn á, để mọi người 40 luôn. Đó em vừa cầm luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Rồi hôm nay từ 11 giờ tới giờ, 11 giờ từ gần tới 3:30 luôn rồi á. Mọi người giờ mới hỏi có thông báo là chết rồi. Có thông báo nữa là chết rồi. Quần này xịn á, mà em tặng mọi người 40.000. Rồi áo hot đi siêu cấp 270. Xe tặng mọi người cái này là hot đi siêu cấp nha, hàng siêu cấp. Để mọi người 150 luôn. Có cái duy nhất rồi. Hot đi siêu cấp 150 màu kem nhá.
cái này mấy chị mua để dành với mọi người. Cái này là hàng siêu cấp á, chứ không phải hàng thường đâu. Hàng thường nó tầm 200 mấy thôi mọi người. Còn này là hàng siêu cấp lận. Màu kem là màu siêu đẹp. Có cái không biết má. Cho Hồng My. Cái này được em bán trong dịch á. Này, cái này còn cái màu xám nữa. Cái này mua cho bồ. Cho mình mặc cũng được, mà bồ mặc cũng được. Màu xám 150. Rồi cái này đi dùm em là xám 150. Cái này hàng siêu cấp á mọi người, không phải hàng thường đâu. Còn một cái xám, cái này mua cho bồ á mọi người. Đi nắng đồ á, không cần phải là đổi lạnh mới mặc đâu mấy chị. Cái này đi nắng đã đó. Gái trai gì mặc cũng được, cái thứ ngoài xám. Trai gái gì mặc cũng được, ý nói là ai có bồ thì mua màu đó cũng được. Rồi cái này, cái này nhưng để mọi người 150 luôn. Cái này mắc hơn cái có nón luôn á, mà để mọi người 150. Cái này là của tao bao hết á. Cái này đẹp ha, đen 150 luôn. Để cho Trăng đi quen lỗ, không có nón để với chị Trăng đi ha. Có nón để với chị 150, đen 100. Cho chị mấy cái màu đó luôn em. Xả được cái mình xả luôn, cái hết luôn. Rồi xanh 100. Không có nón thì xả với chị Trăng nhìn luôn đi. Đẹp không? Rồi má ơi. Xanh, trời ơi, mấy chị thấy nó đang hot không? Xanh 100, đen 100. Đen luôn xả nữa. Xanh ở trong lót của nó rất long lắm mọi người, xịn lắm. Ai lấy thì đi tìm em. Xanh 100 thì chị Hạnh. Rồi hết rồi, con không? Có một loại cái đen nữa mấy chị, đưa chị cái đen. Cái này ghi cho em là mã số 2 đi. Cũng đen nhá, đen mã số 2 đi, là mã số 2 là được. Màu đen luôn, 100.000 rồi, 100.000 thề thanh giữ luôn á. Em không bao giờ nhập được cái áo này dưới 150 luôn, chứ đừng nói 100.000. Em bán đó là 270 mọi người. Được dịch á. Rồi cái này mã số 2 đi, mã số 2 là màu đen nha. Còn này ai lấy thì đi dùm em là xanh rêu. Đẹp quá ha, chữ của nó. Xanh rêu. Gì vậy? Như có cái có nón đằng sau cùng kìa. Có cái có nón đằng sau cùng luôn. Nó có nón. Đây cái này là hình như nó có nón luôn mấy chị. Nón 150, đen 100 trên chị Mỹ Hạnh. Cái đen đó, cái đen này, cái đen kia. Nè cái này có nón luôn 150. Nón 150, nón đen nhá. Nón đen đi, cái này một nón đen 150. Cái này là hàng siêu cao cấp luôn, nón đen 150. Này mấy bà, em thấy mấy bà hay khoác nắng á. Mà con công nhận mấy cái áo này khoác nắng nó đã thật, thề luôn á. Mặc mà dạng như đi ra ngoài nắng là mặc mấy cái áo hot đi này là đã lắm luôn. Đen nón giùm em 150. Có nha Thư Hoài ơi, có. Chỉ có đọc tên mà. Nón 150, cái đó là áo hay là quần vậy? Hả? Rồi ai lấy giùm em là đen nón 150. Nó có mấy cái à, cái đợt mà dịch á, nó còn hàng bom lại, có mấy cái không xả. Rồi sơ mi sale lỗ 120, sơ mi hãng á mọi người, sơ mi jean á. Sale 120, cái cho em là sơ mi. Sơ mi 120 dùm em. Mấy cái này tí nữa xếp hết rồi, xếp cái này lên trên nha em. Mấy cái xếp này này, tí là xếp hết rồi, xếp cái này lên trên để ví dụ khách một kiếm dễ kiếm. Lọt sơ mi jean cho thanh cao. Còn cái này hàng xịn đó mọi người. Còn cái bạn nào lấy thì chốt. Xe có 120 175 á. Này sơ mi hãng nha. Rồi xếp này 80.000. Tháo 140 xe còn 80. 80.000 luôn, khá là đẹp chưa? Tiểu Thư nha. 80. 80.000. Xếp Tiểu Thư cao cấp với mọi người. Để mặc lên siêu đẹp luôn.
tiểu thư cao cấp 80. Cái đó để chị mặc đi. 80. Rồi set cam. Set cam 155.000 sale còn 80 luôn. Cái này là sơ mi cao cấp nha mọi người nhé. 80 chỗ má cái quần đẹp chưa? Sơ mi á mọi người. Má ơi cầm cái sơ mi, set sơ mi 80 chắc xỉu. Set nha, không phải là quần đâu, áo không đâu. Nè. Rồi ghi giùm em là set sơ mi 80 ha. Quần nó có túi luôn đó mấy bà. Vải siêu đẹp. Set sơ mi 80, quần nó quần gì vậy? Quần Redmin hả? Legging em còn 2 cái nữa là hết. Legging em còn xem 105 nhé, còn 2 cái. Em ọp nha mọi người. Mệt quá, 3 rưỡi rồi, 4 tiếng rưỡi rồi. Quần legging cao cấp với mọi người, em còn 2 cái. Quần legging cao cấp. Cái này là hàng dày nha, không phải hàng mỏng mỏng đâu mấy chị. Tiểu thư vàng với Quỳnh Nhi. Chứ không phải hàng rẻ đâu, mấy chị mua cái hàng xịn là nó khác nha. Có túi đằng trước này, chị non 105.000 xám với đen. Cái này ai cũng cần hết, ai cũng phải có hết mấy chị. Quần legging cao cấp á. Quần mũ hoặc mũ ra này. Có nha, Phương Thảo ơi. Rồi quần legging ai lấy là thì chốt rồi men. Legging đen cho mi đi kè. Đen với xám 105. Ủa cái này mấy chị lấy cặp cặp đi mà xài. Má nó dày lắm luôn đó mọi người. Chất nó dày kinh khủng luôn á. Đi nắng là đi đâu mọi người mặc nó cũng đã hết á. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đen với lại là sáng. Cái này còn có túi hàng của Bảo Lý Kim Ngân á. Có túi đằng trước. Đen sáng. Rồi Uộp mấy chị nhớ nghe máy để đi hàng hết nha. Tại em nghỉ live rồi không giữ đơn nữa mấy chị nha. Hẹn với chị 3 tháng sau.